Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Ngày hôm nay Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Vòng xoáy kiếp người là tiểu thuyết đầu tay của tác giả Tiết Minh Hà. Các bạn thân mến, khi viết tác phẩm này, tác giả đã tâm sự. Viết tiểu thuyết này, tôi mong muốn người đọc nói chung, chị em phụ nữ nói riêng không mất niềm tin vào những điều tốt đẹp dù rơi vào hoàn cảnh bi kịch đen tối đến đâu. Văn trường là cây gậy chống để chúng ta vững lòng đi tiếp trên đường đời vốn nhiều sông bão. Mở đầu câu chuyện, trong ngõ phố, không ít người gọi đùa Thủy là chị dậu, nhưng Thủy làm sao mà bằng chị dậu được, chị đâu có đàn chó con, thậm chí cả cái nón mê đội đầu cũng không. Có chăng, điểm giống nhau giữa hai người phụ nữ, đó là cái tiền đồ dày đặc như màn đêm thăm thẳm phía trước. Nghĩa, chồng Thủy, kẻ nghiện ngập ấy, không chỉ đánh đập vợ một cách man dọa, mà còn đẩy thủy đến con đường buôn bán thuốc viện. Đây mới là tội ác đáng gây tầm nhất của hắn. Sau nhiều lần bị bầm dập đến thân tàn ma dại, vài người thấy cảnh của chị quá khổ sở, đã xui chị ly hôn. Nhưng chị không muốn con mình lại dẫm lên bước chân của mình ngày bé. Có bố mà không có mẹ, nên sau một lần bỏ nhà đi mấy hôm, thì anh ta tỏ ra ăn năn hối hận, chị lại nuốt những giọt nước mắt cơ cực vào trong vì các con chỉ cho đến khi nghe con trai nói mẹ mẹ đi đi mẹ còn sống thì chúng con còn có mẹ chứ mẹ cứ ở nhà có ngày bố đánh chết mẹ thì anh em con biết trông cậy vào ai chính bởi câu nói ngây thơ của con chị mới có quyết tâm định hướng cho cuộc đời mình đang ôm con gái út ngủ ngon lành thủy bỗng giật mình vì nghe tiếng còi từ bên núi voi vọng lại chị nhẹ xoay người khẽ khàng đặt con nằm ngay ngắn không quên kéo chiếc chân đắp qua người con bé chị quay sang bên cạnh đẩy thằng con lớn dịch vào trong kẻo nó mê ngủ dãy rụa lại đạp về con em xong xuôi đâu đấy chị vội vàng xỏ nhanh đôi dép đưa hai bàn tay lên đầu lùa mười ngón tay vào mái tóc thay lược cào cào vài cái rồi búi gọn lên sau gáy chị bắt đầu nhóm bếp khi ngọn lửa nhảy nhót tí tách như gửi tới chị lời chào buổi sáng thì chị mới đặt chỗ để đổ sôi hai tháng nay rồi sau khi sinh đứa con thứ hai tròn một tháng thì phải 15 ngày phải nằm viện vì bị mềm sụn thanh quản bẩm sinh, tiền nong trong nhà không còn một đồng. Những ngày con nằm viện, chị hoàn toàn nhờ vào, vào, anh trai, đều đặn, cứ sáng ra, anh trai chị xuống viện đưa cho em gái 20 ngàn. Mua một ống thuốc đặc trị hết 16 ngàn, còn lại vừa đủ hai bữa cơm canh chống đói. Anh còn dối cho thằng em rẻ 50 ngàn để mua thuốc viện ngoài anh ra chị chẳng biết trông nhờ vào ai nhìn được con bé bỏng nằm thoi thóp thở khó nhọc lại thêm mấy dây chuyền dây sông mà ruột gan chị thắt lại tiếng thở dài cứ quẩn quanh trong căn phòng cấp cứu sặc mùi ế te chị thừa biết trong thời gian này anh trai chị đã phải đi vay mượn để lo cho em và cháu nghĩ mà tủi phận mình và thương anh đến rớt nước mắt hai anh em chị từ nhỏ đã phải theo bố mẹ chia làm hai nơi tuy không xa cách là bao, nhưng cũng rất ít lần được cận kề bên nhau. Nhiều khi chị thấy tình cảm gia anh em có phần nhạt nhẽo, chứ không được ấm áp như nhà người ta. Còn nhớ ngày bé, thì thoảng thấy anh chơi bi, chơi đáo, Thủy cũng muốn sát gần để được chơi cùng anh, như khoe với đám bạn cùng xóm là mình có anh trai. Nhưng lần nào cũng vậy, anh đều lạnh nhạt đuổi chị ra chỗ khác. Nhiều khi dành dụ được mấy đồng hai xu hay năm xu là chị lại chạy đến với anh ra, dối vào tay cho anh vui. Rồi lớn hơn, hai anh em đều học cùng khối, nhưng anh vẫn lạnh lùng như người dưng, khiến chị cũng không dám đến gần. Mãi sau này, chị mới hiểu, tuy anh không hay thể hiện tình cảm, nhưng thâm tâm anh cũng rất thương chị. Bằng chứng là có một lần, mẹ chị rất chiêu mãi mới mua được một chiếc xe đạp cho chị, để hàng ngày đèo hàng ra chợ cho bà bán, nhưng đen đuổi làm sao, mua xe vừa được đúng 37-21 ngày thì bị bạn bè đến nhà lửa lấy mất. Vì quá hiểu tính mẹ, anh trai chị cũng lo lắng mẹ về sẽ đánh em, nên anh làm công tác tư tưởng, đồng thời cũng ngồi chịu trận cả buổi với em mình. Cũng may có vụ mất xe đấy, chị mới nhận ra tới tình cảm của anh em ruột thịt, không phải nhạt nhẽo như chị vốn nghĩ. Chẳng qua cách thể hiện của mỗi người mỗi khác mà thôi. Từ đấy, chị cũng bớt tuổi thân hơn khi anh không tỏ ra thân thiết với mình. Giờ nhìn anh trai vất vả, lo cho mẹ con chị mà cảm xúc chợt trào dâng mãnh liệt. Cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo, bỗng chốc tan biến như chưa từng có. Những ngày này, vì không được nghỉ ngơi, trong tuần tháng ở cữ nên chị bị viêm đốt sống. Không muốn anh trai biết rồi lại tốn kém thêm nên khi con bé không còn thở bằng máy chị liền xin về điều trị ngoại trú. Nghỉ ngơi và chăm con được nửa tháng, chị đã phải tính kế mưu sinh. Thẳng con lớn, năm nay lên 6, tháng 9 này vào lớp 1, phải lo tiền để chuẩn bị sách vở và đóng học phí cho nó. Còn bé thì bố mẹ rồi, tầm vài tháng nữa cho ăn bột cũng không tốn kém lắm. Nhưng lo nhất vẫn là tiền mua thuốc hàng ngày cho bố bọn trẻ. Nghĩ đến đây, chị lại khẽ thở dài trộn gia vị và chậu gạo xong đâu đấy, chị mới chia ra làm hai, một phần làm xôi hoa câu, phần kia làm xôi lạc. Cứ hai ba hôm là chị lại đổi món xôi cho hợp khẩu vị người ăn. Trong khi chờ đợi xôi chín, chị tranh thủ bê chậu quần áo ra bể nước công cộng để giặt. Hàng ngày, áng chừng khoảng 5 giờ sáng, chị mới phải đem xôi ra phố bán. Ấy vậy mà không hiểu sao, hôm nay làm xong hết mọi việc cần thiết mà vẫn chưa thấy tiếng còi từ nhà máy điện cất lên. Nhà chả có lấy một cái đồng hồ báo thức Nên chị chỉ biết dựa vào mấy tiếng còi tầm Làm thức đo thời gian cho từng công việc của mình Một ngày có mấy loại còi Còi nhà máy giấy, còi bên núi voi Còi nhà máy điện, còi nào, giờ nào Chị đều biết cả Thì cần gì đến đồng hồ nữa Chưa nghe thấy tiếng còi từ nhà máy điện Nhưng chị tự bảo Hãy dỡ sôi ra thúng Rồi ủ lại để chuẩn bị mang đi bán Chắc cũng sắp tầm còi rồi, Vừa lúc đấy bác lai bên nhà hàng xóm mở cửa đi vệ sinh nhìn thấy bếp đang đỏ lửa bác ấy vội hỏi ôi con danh này sao hôm nay lại vào giờ này hả chị ngơ ngác mấy giờ rồi bác em dậy lúc nghe thấy tiếng còi bên núi voi mà bác lai thốt lên trời ạ à, giờ mới có một giờ đêm thôi mày không bị lẫn đấy chứ thôi tranh thủ ngủ tiếp đi kẻo sáng ra không dậy được chị thở dài lại là thở dài không biết cái tiếng thở dài này gắn vào chị từ khi nào càng ngày tiếng thở càng như thườn thuột ra như một sợi dây vô hình nhưng dai dẳng kéo chị ngược về miền quá khứ bê thùng sôi để gọn một chỗ chị khóa cửa bếp rồi lên nhà lật tìm trong túi đựng quần áo chọn ra một bộ để sẵn đấy lát nữa chị việc thay cho nhanh vì bận con mọn nên chị thường phải căn giờ sắp xếp công việc tranh thủ từng giây từng phút Cầm bộ quần áo trên tay, chị thoáng trịnh buồn. Lâu lắm rồi, chị chưa dám may lấy một bộ cho tươm tất. Lúc đi làm, đi chợ, thì lam lụ đã đành. Đằng này, ngay cả trong những lúc sửa các đám cưới, cũng vẫn một bộ cũ sờn, ngượng với chúng bạn, nhưng chả có cách nào hơn. Không ít lần, có những đứa bạn gái nhìn chị một cách ngạc nhiên, như có ý trách. Người đẹp, mà sao ăn mặc lôi thôi thế? Nghèo mấy, thì cũng phải có một bộ để đối ngoại chứ. Những lúc ấy, chị ngượng vô cùng nhưng vẫn phải nuốt nỗi tủi nhục vào trong. Đúng thế, ngày trẻ, chị cũng thuộc vào loại xinh đẹp nổi tiếng một vùng. Năm 18 tuổi, chị bước vào mối tình đầu với một anh công nhân ngành điện. Không lâu sau, thì anh nhập ngũ lên chiến trường biên giới phía Bắc và không bao giờ trở về nữa. Lấy chồng cũng là do mẹ chị sắp đặt bà khen anh hiền lành ngoan ngoãn chứ không như mấy cái thằng suốt ngày cứ thập thò ngoài cổng bà đâu có biết từ khi anh ta xuất hiện là mấy cái thằng thập thò ấy không dám bén mảng đến nữa chị không yêu anh ta vẫn muốn cãi lời mẹ nhưng không dám với lại kể từ khi mối tình đầu của chị nằm lại nơi biên giới thì chị coi như trái tim mình đã chết thôi thì bằng lòng về với anh ta cũng coi như thoát khỏi mẹ, để hàng ngày không còn phải nghe những chửi bới chói tay cùng những điều vô lý nữa. Ngày theo anh ta về ra mắt, gia đình nhà chồng không ai đồng ý với lý do. Còn đấy thì làm ăn gì? Chồng tướng người chỉ biết ăn chơi, về làm ruộng vườn sao mà được, rước về để mà hầu nó à? Mà đúng là, chị từ nhỏ đến giờ đều có tiếp xúc với ruộng đồng mà biết làm những việc nhà nông. Ngày như chỉ đơn giản việc nấu cơm thủy cũng rất phụng về chả thế mỗi khi nhà có khách mẹ chị lại bảo để đấy tao nấu cho mày làm thì có mà ma tây nó ăn à? ấy vậy mà anh ta vẫn quyết định lấy chị cho bằng được cười nhau xong hai vợ chồng sống tạm bên nhà ngoại sau khi sinh thẳng con trai đầu lòng được hơn một tháng vì không chịu được sự lắm điều của mẹ hai vợ chồng lại dắt xíu nhau dọn về dưới nội ở Chờ hết thời gian được nghỉ chế độ sinh nở thì đi làm cho gần. Công ty thuốc lá, nơi chị làm việc, thời gian đầu làm ăn rất không khá nên đời sống của công nhân không đến nỗi vất vả. Anh làm bên tổ kỹ thuật, còn chị làm ở xưởng sản xuất. Mỗi ngày, công việc của chị là phải cuốn hết 3 cân thuốc sỏi, xong sớm, nghỉ sớm. Thường thì 3 giờ 3 rưỡi chiều là hoàn thành sản phẩm. Nhưng giờ có con, chỉ với tranh thủ về cho con bố giữa giờ, nên thường về muộn. Thấy chị vất vả về muộn, Hòa, một thanh niên trẻ có lòng tốt, thường tranh thủ lên xưởng cắt thuốc giúp chị. Vậy là chồng chị vô cớ nghi ngờ, ghen tuông, rồi hầm hè với vợ. Tình cảm vợ chồng có phần sứt mẻ. Những năm tháng này, Thủy thực sự vất vả đến tối tăm mặt mũi. Ngoài giờ làm việc ở xưởng ra, về nhà cơm nước giặt rũ, Tôi đến khi chồng con ngủ say, chị lại thức đến 2-3 giờ sáng, ngồi cuốn thuốc lá để sớm ra có hàng giao cho các quán bán lẻ. Tuy ăn riêng ở riêng, nhưng cứ mỗi năm vào vụ mùa, chị cũng sắn quần đi gặt giúp gia đình. Thấy chị cũng lội buồn cây hái, mới đầu mọi người còn không khiến vì nghĩ chị chỉ làm ngứa mắt họ thôi. Nhưng sau chị bảo, thì thầy U và các em cứ cho con làm, Trước chưa biết, sau học rồi sẽ biết thôi ạ. À. Vậy mà chỉ sau đó ít lâu, mọi người phải ngỡ ngàng thán phục vì đường gạch của chị rất hợp những cây lúa ngã ra từng dãy bằng chân mà không bị dối như mấy chú em chồng. Từ đấy vào những vụ mùa, chị được xếp vào dạng lao động chính, được cái chịu thương chịu khó, nên thời gian đầu, chị cũng có tiền sắm được cái xe đạp, cái giường, cái tủ và còn thêm được bộ loa đài với giản âm ly hoành tráng nhìn vào cuộc sống của anh chị cũng không ít người ao ước. Nhưng rồi, những ngày tháng đó chẳng kéo dài được bao. Anh nghe chúng bạn rủ dê đi lên bãi làm vàng, gần thì thần xa, xa hơn thì nari, rì, khâu âu. Bãi nào nổi tiếng, anh ta cũng đặt chân đến. Việc công ty dễ nải bỏ bê, nay cao ốm, mai cáo bệnh, mãi rồi cũng hết lý do, đành quyết định nghỉ một cục. Cầm ít tiền quyết toán của công ty, anh ta đi mấy tháng mới mò về, Nhìn thấy bố từ xa, thằng cu chạy ào ra đón. Được bố cho ngồi lên cổ, cụ cậu khoái chí cười tít cả mắt. Tôi đến sau bữa rượu với anh em bạn bè xong. Khi mọi người về hết, trả lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Nằm bên anh, chị thủ thỉ. Thôi, lần này về ở nhà, không đi nữa anh ạ. À. Mình nghỉ hẳn ở công ty, thì tìm việc khác mà làm vậy. Chưa đi mấy năm rồi, có được gì đâu. Anh xoay người nằm thẳng ra, tay vắt lên chán rồi chậm rãi nói. Ở nhà, giờ chả biết làm gì, mà trên đấy, anh em đã chung nhau đầu tư vào hang hố hết cả rồi. Hai mẹ con cứ chịu khó, chờ một thời gian nữa, bố chúng quả, thì hai mẹ con đỡ vất vả. Cầu này em nghe quen rồi, chị vùng vằng nói dỗi. Ở nhà mỗi hai mẹ con, lúc còn ốm đau, thì biết cậy nhờ ai. Ô hay, ông bà và các bác các chú ở sát bên đấy chứ có phải không có ai đâu mà lo? Chị nhấm nhằng trả lời. Rất nhiều người, nhưng người em và con cần là anh. Rồi chị hạ giọng nói tiếp. Nghe em ở nhà nhá. Chưa dứt câu thì anh gạt tay chị ra, giọng dứt khoát. Không được, chờ mấy ngày thằng Hòa nó xoay đủ tiền để lấy máy nghiền, mang lên cho quân nó làm. Đừng có mà gàn nữa, người ta đi làm ăn mà cứ gàn là suối quẩy lắm đấy. Thằng Hòa cũng đi cùng anh à, Ừ, giờ thất nghiệp hết với nhau rồi. Chả đi bãi thì đi cướp à? Biết có nói thêm thì anh ta cũng chẳng để vào tay nên chị đành im lặng. Sau đó cứ như vậy, năm 3 tháng anh ta mới về nhà một lần. Rồi cái xe đạp, bàn ghế, loa đài, âm ly cứ lần lượt anh ta mang đi đầu tư vào hang vào lỗ hết. Dạo này, công ty làm ăn xa suốt nên giảm biên chế nhiều. Bản thân chị lại là công nhân hợp đồng, Thế mà cứ nghỉ dài, không lương suốt. Giờ chỉ phải nghĩ cách làm ăn bên ngoài. Dối lòng chưa biết phải tính toán ra sao. Cuối cùng, chị tranh thủ mượn xe của em chồng, cùng với hai cái sọt, mua rau tại vườn, thổ sang chợ thành phố bán kiếm tiền nuôi con. Mấy tháng sau anh ta về, nghe chị nói chuyện, đã nghỉ việc bên công ty mà chưa biết làm gì, anh ta bảo. Trên Manu, giờ đang rực lắm, mình gom tiền mua hàng lên đây bán, nhiều đứa lên người vì bán hàng trên bãi đấy. Chị băn khoăn, nơi rừng thiêng nước độc, liệu em có trụ được không? Rồi còn cu bi nữa, ai trông cho mà đi? Ôi xào, đẩy đứa còn bé hơn con mình ấy. Dân trong bản, có người đưa cả gia đình vào đấy làm lán bán hàng. Con mình cũng 5 tuổi rồi, thì sợ gì? Ngồi nghe anh kể, giá cả trên bãi đắt gấp 4 lần ở thành phố. Chị thấy xuôi tay. Hơn nữa, có chồng bên cạnh cũng khiến chị yên tâm phần nào. Nghĩ thế, chị quay sang hỏi chồng. Thế anh định khi nào thì mình đi? Từ từ đã, hai mẹ con cứ ở nhà. Giờ lên đấy, về làm lán trước, rồi anh về đón hai mẹ con sau. Nói xong, anh đi vào trong buồng, còn chị đi xuống bếp chuẩn bị làm vài món ngon để mấy anh em cùng trên bãi ăn nhậu với nhau. Kể từ khi lấy chồng ra ở riêng, rồi đi làm ở công ty, thỉnh thoảng được ăn liên hoan, nên về nhà chị nấu ăn ngon hơn hẳn. Được cái sáng giả, cứ hễ ra ngoài ăn món gì, chị lại mua đồ về làm y như thế. Dần dần được mọi người khen, chị thấy vui và cũng từ đó chị nghiệm nhiên trở thành đầu bếp của xóm, mỗi khi nhà nào có việc hiếu hỉ nhờ vả. Bề mồm cơm tươm tất lên nhà, đặt xuống chiếc chiếu mà cu bi đã trải sẵn, chị mới vào buồng gọi chồng cơm canh xong cả rồi, mình dậy ra gọi các bác vào ăn cho chưa kịp hết câu chị tròn mắt ngỡ ngàng thấy chồng cùng anh bạn trên hang về đang nằm hai bên quay mặt vào nhau ở giữa là cái đèn nhỏ bóng đèn làm từ vỏ chai bia tàu được cắt bỏ bớt một phần đáy ngọn lửa leo lắt cháy kèm theo một làn khói trắng mỏng manh vòng vèo đang bay lợn vẩn xoáy lượn trên đầu Thưa ánh sáng ma mị kia không đủ soi rõ mặt hai con người, trông mờ ảo và mơ hồ như người từ cõi khác đang hiện hữu trong nhà chị. Trên tay người kia là một cái ống giống cái điếu cày, mà lại không phải điếu cày, có một lỗ con khoét ở gần giữa ống. Dưới cùng là một cái lọ thủy tinh nhỏ bằng cổ tay được gắn chặt vào thành ống. Thấy chị vào, anh bảo. Cứ ra cho con ăn trước đi, vào đây làm gì? Chị hỏi. Hai anh em hút cái gì mà mùi ghê thế? Anh ta vội trả lời. À, thuốc lào tàu đấy mà. Thôi, đi ra ngoài đi. Anh xong rồi đây. Chị đi ra ngoài, nói với lại một câu. Ra nhanh đi kéo đồ ăn nguội hết. Chị chả biết thuốc lào tàu là loại gì. Nhưng thấy hai người nằm rất lâu. Thuốc gì mà đen như cất gà sáp. Còn cái mùi thì ghét lẹt, lại thum thủm nữa. Người thôi mà cũng muốn ói rồi. Lại gần mâm lấy cơm cho Kubi tự xúc ăn, rồi chị đi lấy chai rượu cùng mấy cái chén đặt xuống mâm xong, thì hai anh em cũng vừa ra tới. Ngồi xuống mâm, anh ta quay sang hỏi người bạn. Uống rượu không huấn, là một chén nhỉ? Thôi anh, vừa chơi thuốc xong, làm bát cơm là nhất, rượu vào, chị tổ phí thuốc. Huấn thủng thẳng trả lời, chị lấy làm ngạc nhiên, vì trước đây, hễ trong mâm cơm có thêm món nào, thể nào anh ta cũng làm vài chén rượu tiểu lượng của anh ta vào loại khá. Ấy vậy mà giờ, lợn lại chê cám nữa cơ đấy. Nghĩ thế thôi, chứ chị không nói gì. Quay qua mời khách, rồi gắp miếng thức ăn bỏ vào bát chồng. Chị nói bằng giọng quan tâm. Anh ăn đi, dạo này nhìn anh gầy và xanh sao quá. Chị chưa nói hết câu, thì thằng Bi chen vào. Nhìn đầu bố như tổ chim kìa. Hôm nọ chú Quý bắt cho con một tổ chim nhưng tổ chim không đen bằng tóc bố Đứa trẻ 5 tuổi ngây thơ nói vậy Cả nhà không nhịn được cười Anh ta lúng túng gấp một miếng thịt Bỏ vào bát cho con rồi đói Con ăn đi Rồi ăn thêm bát nữa Lớn nhanh bố cho đi học võ nhá Phải học võ mới có thể làm bưởng Nghe nói được đi học võ Thằng bé vô cùng thích thú Nó buông bát cơm xuống Nắm hai nắm tay lại rồi vung loạn xạ Mồm thì phát ra những tiếng hự hự giống như trong phim trưởng vậy. Buổi tối, như chợt nhớ ra điều gì, chị vội hỏi chồng. Mà dạo này, anh ốm đau hay sao vậy? Em thấy anh gầy đi nhiều và da mặt rất xấu. Anh ta đưa tay về ấm trà, rót ra hai chén, đẩy một chén về phía chị. Tay kia cầm chén còn lại đưa lên miệng. Hớp một ngụm to, rồi vừa xúc miệng ỏng ọc, vừa đi ra phía cửa, nhổ tuẹt xuống sân, rồi quay lại nói xáo hoành. Vừa rồi bị sốt rét gần tháng tưởng chết đấy chứ. May nhờ có dân bản địa họ cho thuốc uống mới đỡ đấy. Nghe chồng nói vậy chị chả còn nghi ngờ gì nữa. Vì trước đây anh ta cũng đã bị sốt rét mấy lần rồi. Vài ngày sau gom đủ máy móc quốc sẻ cần thiết. Anh ta cùng bạn lên đường. Trước khi đi anh dặn chị. Cứ ở nhà chuẩn bị đi. Chỉ mang thứ cần thiết từ nhà đi thôi. Còn thiếu đâu lên chợ bắc cạn mua. Rồi thuê người mang vào tận bãi cho đỡ vất vả. Chị nghe xong, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng nặng trĩu, nghĩ về những ngày sắp tới. Trong lòng chị dấy lên một cảm giác mơ hồ bất an. Nghĩ mãi về quá khứ mà vẫn chưa hết đêm dài, tiếng gà bên hàng xóm đã gáy, chắc đã 3 giờ sáng, chị gión rén nằm xuống cạnh đứa con mới 3 tháng tuổi. Trộm vía, từ hôm ở viện về đến nay, nó cũng như hiểu được nỗi vất vả của mẹ nó hay sao, mà cứ ăn no ngủ say, chẳng mấy khi quấy khóc, chỉ còn hơi thở khó nhọc như muốn rít lên từng tiếng kia, thì biết đến bao giờ mới dứt. Đôi ánh mắt xa xa lên ve vuốt khắp khuôn mặt bé bỏng của con, chỉ khẽ thở dài, dù hình dung lại những ngày theo anh lên bãi. Nghĩ đến lúc phải xa nhà, ra con trai mà chị cảm thấy cồn cào trong dạ, chị ôm thằng bé vào lòng, dặn dò đủ thứ Chả biết cái đầu bé tí của nó nhét được mấy điều. Nhưng sau mỗi câu, con nhớ chưa, con biết chưa của chị vừa dứt, thì nó cũng gật đầu lia lịa Được cái, thằng bé ngoan, bảo sao nghe vậy mà lại rất quý ông nội. Nhà chồng chị có tới 9 người con và một đàn cháu chắt. Nhưng xem ra ông nội cưng nó nhất. Và kể cũng lạ, hồi anh chị mới quen nhau, thì ông bà và đa số người trong nhà đều tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng sau vài năm chung sống, thì có vẻ mọi người lại quý chị nhất Chị không khéo nói Nhưng bù lại Cách cư xử và nết ăn nết ở Khiến làng trên xóm dưới Ai ai cũng hài lòng Bà Lệ là bà bác họ ngay sát vách Thì thoảng lại nói đổng lên một vài câu Gớm Trước đây thì cứ chê nó Ngăn cản không cho chúng nó lấy nhau Đấy Giờ mở mắt ra mà xem Mấy năm nay Có thấy nhà nó to tiếng Hay cãi vã nhau bao giờ đâu Cái thằng cu nghĩa thế mà chọn vợ khéo đáo đẻ, chứ chả như nhà ai kia, cỗ bàn linh đình ba ngày, mổ mấy tạ lợn để rước về một ả lăng loàn, dăm bữa nửa tháng lại déo cả họ lên mà chửi. Cứ như vậy, vài ba lời nhận xét truyền đến tai nhà chồng chị, ông bà và mọi người trong họ nghe chừng cũng hài lòng lắm. Trước hôm đi, chị lên thư chuyện với bố mẹ chồng. Như hôm trước, nhà con có thưa với thầy U rồi. Đợt này, con đi mấy hôm, Xem tình hình trên đấy ra sao Nên chưa tiện dắt cháu theo Thầy U cho con gửi cháu ở nhà mấy hôm Nếu mà không khả quan Thì con lại về nhà chợ búa Còn ở chỗ ăn chỗ ở ổn định Thì con về đón cháu lên sau ạ à? Nhận thấy vẻ mặt băn khoăn của bố chồng Chị liền nói tiếp Thầy U cứ an tâm Con nghe nhà con nói Ở trên đấy nhiều gia đình Lên sống và làm ăn tốt lắm Với lại con đi thám thính tình hình trước mà Nghe chị Trấn An vậy bố chồng chị chậm rãi nói ừ thì thôi tùy các con thấy đâu làm ăn được thì làm nhưng cứ để thằng bi ở nhà ông bà lo cho cả đêm hôm ấy chị gần như thức trắng phần vì lo những ngày sắp tới sẽ ra sao nơi mình đến sẽ sống và làm ăn thế nào phần vì bên gian trong anh cứ xì xụp không ngủ cái mùi thuốc lào tàu hơ vào lửa lan tỏa ra khắp nhà một thứ mùi vừa chua chua vừa khen khét làm chị phải nhăn mặt bịt mũi. Không biết cái loại thuốc ấy hay ho béo bỏ gì mà mỗi lần hút nó phải mất cả buổi mới xong. Đã thế, lại cứ phải đốt bằng mỡ lợn nữa chứ. Sao không đốt bằng dầu hỏa cho đỡ tôn kém? Ai đời, mua được nửa cân mỡ từ hôm anh ta về đến đây. Chưa xào xáo cái gì mà nghe thấy tiếng thỉa vét trong thành âu quèn quẹt. Chị bực mình thở hát ra, mong bật ra khỏi lồng ngực nội âm ức mà không dám thốt ra lời. Từ ngày quen và chấp nhận lấy anh ta, chị biết rằng mình đã lầm. Bên trong cái vẻ như hiền lành ấy và đằng sau nụ cười có vẻ như nhu mỉ ấy là một con người hoàn toàn khác. Bản tính cục cằn và gia trưởng, ăn nói thô lỗ, chẳng mấy khi được tiếng xưng hô anh em ngọt ngào. Nhiều khi, công việc bên ngoài không được vừa ý là anh ta lại chửi. Đầu tiên lại chửi con mèo, con chó, rồi đến chúng nó. Mà chúng nó thì còn là ai ngoài chị? tội nghiệp nhất cho những thứ gì vướng víu vào chân anh ta, anh ta đã văng ra ngoài. Đôi khi còn lia cả mâm cơm ra vườn, nào đã phải thế là thôi, riêng cái tính ghen tuông ích kỷ thì anh ta xếp thứ hai, không có ai người thứ nhất. Chị gặp người quen, chào hỏi vài câu, anh ta ghen. Chị bán hàng nói cười với khách, đàn ông, anh ta ghen. Ồ hay, chả có lẽ khách đến mua hàng là phải ngậm chặt mồm và khóc thút thít hay sao? bạn bè anh ta đến chơi nhà, chị pha trà rót nước đon đả mời khách, chẳng cần phải có lý do, anh ta lao đến, giang tay tát cho chị một cái như trời giáng. Ai mà khen vô tư, vợ mày đẹp thế, vợ mày xinh nhỉ, thì cả ngày hôm đấy, anh ta lầu bầu hậm hực, rồi lần sau cấm cửa người ta luôn. Mới đầu chỉ còn thanh minh phân bua, vì tìm đủ mọi cách lựa lời khuyên can, nhưng anh ta chẳng cần biết phải trái. Liền quy cho chị, vào cái tội binh vực người ngoài và dám chống đối chồng. Chỉ vì muốn yên cửa yên nhà nên chị đành nhẫn nhịn, nhịn giết rồi, nhịn thêm lần nữa. Chị cứ tự động viên mình như vậy, trừ lên tiếng tranh luận thắng hay thua thì có ích gì. Đàn ông mà, phải có một chút gia trưởng cho đáng mặt thằng đàn ông. Bản chất cuộc đời vốn dĩ đã thế thì cũng đành chấp nhận thôi. Chứ mở mồm, nói lọ, nói chai, không khéo còn ăn mấy cái bạt tai vỡ quay hàm đang tự an ủi mình như thế, thì chị thấy gian bên trong ánh đèn phụt tắt, màn đêm thăm thẳm bao trùm lên căn nhà ọp ẹp, không một vẹn sáng, chỉ có mùi khói thuốc chua chua, hòa lẫn với mùi mỡ khét lẹt bay ra, như thông báo rằng bữa thuốc lào tàu đã xong. 4 giờ 30 sáng, với một vài bộ quần áo cho vào túi khoác lên vai, chị theo chồng ra bến xe, ngồi trên xe nhìn những hàng cây dãy phố cứ vùn vụt ngược về phía sau mà lòng chị lại một lần nữa dối bời. Xe dừng chân ở thị xã Bắc Cạn cho mọi người nghỉ giải lao và ăn uống. Lần đầu tiên, chị làm quen từng địa danh như Phủ Thông, Nà Phạc, chợt có tiếng của ai đó cất lên. Đến Ngân Sơn rồi. Chỉ là tiếng nói vô tư của một vị hành khách, muốn là thông báo một quãng đường đã qua, một địa danh đang tới, mà sao khiến lòng chị trùng xuống, tìm như nhói lên một nỗi buồn thổn thức. Phải rồi, ngày ấy, bao nhiêu lá thư đã được xuất phát từ nơi đây. Người ấy đã viết và gửi về cho chị những lời tình yêu ngọt ngào của người lính mới thiêng liêng làm sao, nồng nàn làm sao. Có người nói, tình đầu là tình khó quên nhất, có lẽ rất đúng với chị lúc này. Tâm trí thủy lại nhớ về những lá thư thuở trước, cùng những lời còn ghi khắc mãi trong tim ngân sơn ngày tháng năm thanh thủy yêu và nhớ em hãy mãi là dòng nước trong lành để tưới mát hồn anh nghe em từng câu từng chữ mãi mãi không thể quên chị trân trọng những lá thư anh gửi đọc như uống từng giọt mật tình yêu để giúp mình vượt qua những nghiệt ngã cuộc đời bởi vậy đến tận ngày đã có chồng nhưng chị vẫn lén giữ những bức thư của anh nhưng rồi, những kỷ niệm duy nhất về mối tình đầu của Thủy đã bị mẹ lấy ra đọc trộm rồi đưa cho anh con rẻ xem. Mẹ Thủy có một thói cực kỳ xấu là rất hay lục lọi đồ của con và bới móc những khuyết điểm để hạ nhục. Nghĩa đọc qua loa những lá thư rồi hầm hầm đem đốt hết. Chỉ cự cãi thì anh ta lớn giọng mỉa mai. Không đốt thì để cô đi làm dòng nước mát cho trong lành chảy mãi cho nó đấy à? một dòng nước mắt của Thủy lăn dài qua má, chảy qua sàn xe. Chỉ có cảm giác đó là những giọt nước mắt cô đơn rơi xuống mảnh đất thiêng liêng đã in sâu bao kỷ niệm thiêng liêng của Thủy. Chỉ nghĩ, giả như anh còn sống, chỉ đã chẳng phải buông xuôi, mặc cho kiếp người rơi xuống vực thẳm như thế này. Khi xe ỉ ạch leo qua đèo gió đèo ràng, chị bỗng thấy ân hận vô cùng vì đã nghe lời chồng lên đây, những cơn nôn muốn lộn hết cả ruột gan ra ngoài. Nước mắt nước mũi thì nhau tẻm lem, nhèm nhuốc khắp mặt chị. Lần đầu tiên trong đời, chị bị say xe tưởng phải bỏ dở cuộc hành trình. Cuối cùng, xe cũng đến Bản Trang, là đích đến đầu tiên rẽ vào vùng núi Namu. Nghe nói, phải chờ xe của đoàn địa chất qua để đi nhờ. Sau đó, còn phải đi bộ mấy chục cây số, leo qua mấy ngọn núi cao, có chỗ vách đá dựng đứng phải bò và nhích từng bước mới đến bãi vàng nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống khuổi phốc tài chị như muốn ủ đi phần vì đói vì mệt phần về hình dung chặng đường phía trước quá hãi hùng buổi tối hôm ấy chị nghỉ tại nhà ông cả lường chờ sáng hôm sau có xe mới đi tiếp được biết chị say xe còn mệt nên anh mang về cho chị một chai nước khoáng có ga lần đầu tiên trong đời chị được uống thứ nước ngọt xa xỉ ấy nó thơm và ngon vô cùng. Chị tử tốn nhấp từng ngụm nhỏ để cảm nhận hương vị của nó. Lại ước ra có cu bi thì chị sẽ nhường cho con uống. Nghĩ thế, chị đẩy nắp chai lại. Sao không uống hết đi? Để làm gì? Nghe chồng hỏi, chị ghẽ giật mình rồi mệt mỏi trả lời. Nước gì mà ngon thế anh? Em uống ít thôi, còn để dành đến mai. Nghe đến đây thì có tiếng đàn ông bật cười lớn. Tiếp theo là giọng khàn khàn của Hùng Sẻ. Chị cứ uống thoải mái đi. Trên này nước lã hiếm, nhưng nước khoáng thì đầy. Cứ có tiền là mua được hết. Chị vội hỏi. Bao nhiêu một chai nước ngọt này ạ à, em? năm ngàn chị ạ. À. Chị nghe thế giật mình. ôi trời, đắt thế cô á. Bằng lãi cả ngày đi buôn rau của chị. Ở trên này, cái gì cũng đắt. Đắt gấp 3 lần, thậm chí gấp 5 lần nữa kia. Chị cứ ở đây 10 hôm là sẽ quen hết thôi. Nói rồi. Hùng lại vào nằm cùng với chồng chị để hút thuốc lào tàu. Hùng sẽ ở cách nhà chị gần một cây số. Hai anh em đi đồng cam cộng khổ với nhau hết bãi này đến bãi khác mấy năm rồi mà vẫn chưa trúng ủng. Sáng hôm sau, sương vào mây dày đặc, phủ kín cả một vùng núi non trùng điệp. Mỗi người ăn vội bát mì tôm rồi nhảy lên xe của đoàn địa chất đi nhờ. Nói là đi nhờ chứ, mỗi người phải trả cho tài xế 30 đồng mới được lên xe. Đường vào bãi, toàn đường đất lộn nhổn, vừa quanh co khúc khuỷu, sóc muốn bắn người ra khỏi thùng xe. Có chỗ xe nghiêng, tưởng như sắp lật, 15 cây số mà y ạch mãi tới trưa mới bỏ vào đến ngã ba địa chất. Xuống xe, anh bảo chị gom quần áo với mấy thùng hàng, buộc cho chắc chắn, sau đó gọi lái xe, tiếng lóng của dân tộc đào vàng, chỉ người bản địa chuyên làm thuê. Bảo anh ta gánh hàng tới nơi cần đến, chỉ e dè hỏi nhỏ chồng này liệu có bị mất không anh nhựa đâu họ gánh đi thì sao anh bảo mất sao mà được mất bọn này là bọn lái xe chuyên nghiệp bố bảo chú nó cũng không dám lấy nói rồi anh chặt cho chị một cành cây lấy con dao rắc qua để làm gậy trống đường lên núi thật là gian nan vất vả cứ leo được khoảng 4-5 mét chị lại dừng chân chống gậy thở dốc leo lên đã mệt khi xuống dốc còn đáng sợ hơn hai đầu gối trùn sụn nhiều chỗ phải lết bằng hai mông, từ từ nhích từng chút, không thận trọng là lăn xuống khe sâu. Dọc đường, thi thoảng gặp phải những con rết to bằng ngón tay cái, dường cái càng lên dọa dẫm, rồi mỗi lần đi qua lối mòn rậm rạp, nhìn những con vắt từ các lùm cây như nhảy tách vào người, chui vào lưng, vào cổ, dọc hai bên bờ suối là vô số những cây máng làm bằng gỗ. Thấy chị nhìn một cách ngu nghê, hùng xẻ giải thích. Đây là những dụng cụ đãi vàng đấy chị. Dường như thấy chị chưa hiểu lắm. Hùng nói tiếp. Rồi vài hôm nữa, chị sẽ quen dần thôi. Sợ đến lúc ấy, chị lại thành bưởng nữ ở đây chứ. Đi len lỏi qua những dãy lán mọc san sát. Chị tò mò nhìn những quán bán hàng, những chiếc máy nghiền đá, hòa cùng những chiếc máy nổ phát ra âm thanh đinh tai nhức óc Rồi đám đánh cờ bạc chửi thề, văng ra những câu tục tiễu không ngớt. Chị mới hiểu ra một phần của dân bờ bãi thôi thì, thượng vàng hạ cám, chi chi chảnh chảnh, chẳng thiếu thứ gì. Có lán chuyên dành cho chiếu phim con heo và phim trưởng. Cũng có lán cà phê đèn mờ, thấp thoáng những em áo hồng hai dây, váy ngắn như không thể ngắn hơn được nữa. Uôn éo lượn lờ như vòng khói thuốc lào tàu, trước mắt bọn kiểu vạn. Vượt qua mấy tầng núi, cuối cùng chị lên đến đỉnh cao nhất của dãy núi Manu, nơi mà dân đảo vàng gọi là tầng 4, ăn nhờ đậu lán của đội được vài hôm, thì chị sốt ruột, dục chồng đi thuê người làm lán. Anh Giang Còi, người phổ yên, là chỉ huy đội, dân làm vàng, gọi là bưởng. Trong lán, gồm có bưởng trưởng, bưởng phó. Hùng Sẻ là bưởng phó, còn chồng chị là chỉ anh em trong đội giúp bưởng điều bọn làm thuê, còn gọi là kiểu vạn đi hang hoặc xin ca đánh ké. Lán của chị nhờ anh Giang Còi mua cây que, thuê dân chở lá cọ, rồi cho cửu vạn lên dụng lán bán hàng. Lán được dựng ngay sườn núi, cách lán đội không xa, ngay sát con đường mòn dẫn vào các cửa hang, nên tất cả các đội dẫn quân vào đảo vàng đều phải qua đây và cũng là nơi những bao tải đựng đầy đất đá, có dính những vảy vàng lấp lánh do quân của các đội đảo về, tập kết ở đây rồi thả trôi xuống tầng 3, tầng 2, tầng 1 rồi được đưa vào các máy nghiền đá, nghiền nhỏ như cám, mà dân làm vàng quen gọi là bao mòi dòng xuôi mới được đưa xuống suối đãi lấy vàng cũng nhờ anh giang còi và hùng sẻ quen những người tắc hàng nên thủy mua được giá giao thiếu tiền thì nợ lại chuyến sau lấy hàng trả tiếp sau vài buổi chị cũng quen dần với công việc những ngày mưa gió dần lái xe không vào được bãi chị phải xuống tầng ba cất hàng về bán nơi đây có đủ mặt hàng thiết yếu nên được gọi là chợ hàng hóa trên này đúng là đắt gấp ba gấp năm lần ở thành phố thật cái gì cũng tiền thậm chí nước cũng phải mua một ngàn một lít. Một lần đi chợ, chị gặp thằng bé mới 15 tuổi, người dưới xuôi lên đây làm thuê. Nhưng bị chủ đánh và đuổi vì tội đòi tiền công, thấy nó kháu khỉnh và đặc biệt có đôi mắt to tròn, đen như nhung, thường tình, chị nhận nó làm con nuôi, chị gọi nó là tân mắt nhung. Từ đấy, hàng ngày nó thay chị đi chợ, mua thức ăn và gánh nước lên sinh hoạt thấm thoát đã một tháng trời. Mặc dù đường xá xa, xa xôi, đi lại thì gian nan vất vả. Nhưng phần vì nhớ con quay quắt, phần vì lời hứa với bố mẹ chồng, nên chị cứ nặng nặc đòi chồng đưa vẻ đón con lên. Cuối cùng, hai vợ chồng chị thu xếp trở về thành phố để mang cu bin lên. Cô không hiểu nỗi gian nan khổ cực của người lớn. Lên đây được ở gần bố mẹ, cứ tiếu tiết hát hò suốt buổi. Trộm vía, chứ nó cũng được cái khỏe mạnh, sống trên vùng rừng thiêng nước độc này mà không bị ốm đau dạo gần đây thủy không còn thấy chồng mình qua lại với lán dưới nữa cũng không còn đưa quân đi vào hang đánh ké thay vào đấy anh ta mang về một gói thuốc to màu đen nhão như cứt gà sáp mà chị vẫn cứ nghĩ là thuốc lào tàu kèm theo một cái cân tiểu ly anh hướng dẫn chị cách chia thuốc vào từng gói nhỏ cứ mỗi gói là một chỉ anh ta giải thích đã lên đây mà không bán cái này thì không bao giờ nên người được. Nói rồi, anh ta hơ mấy cái vỏ chai bia tàu, sau đó cắt lấy phần đầu để làm bóng đèn. Vậy là từ đấy, chị bắt đầu làm quen với thuốc lão tàu, thực ra là thuốc phiện. Cũng gạt, cũng cân từng chỉ như anh ta hướng dẫn. Một chỉ giá 10 ngàn, kèm theo mấy viên thuốc cảm ABC mà công nhận bán mặt hàng này lãi thật. Chỉ trong vòng một tuần, chị đã giật mình với số lãi không nhỏ cứ đà này đúng là trả mấy mà giàu khi đã có ít vốn trong tay chị bản về anh tính trả tiền cho giang còi tuy anh ấy không đòi nhưng chị vốn ưa sòng vẳng nợ ai tiền phải lo trả bằng được mang ơn ai chị chỉ mong có dịp báo đáp ấy vậy mà khi nghe chị nói đến chuyện trả nợ cho anh giang còi thì chồng thủy nổi khủng lên nợ gì mà trả hay cô lấy tiền của nó bao giờ mà tôi không biết thủy ngỡ ngàng nhìn chồng bảo ô hay anh không nhớ là ngày đầu lên đây anh ấy đã mua cây que nứa lá rồi thuê dân lái xe đến dựng lán cho nhà mình nhà lại còn bao nhiêu tiền lấy hàng nữa chứ chị chưa kịp dứt lời đã thấy anh sấn sổ tay chỉ thẳng mặt chị quát ai bảo với mày là tao nợ tiền nó hay mày với nó có ý gì với nhau phải không định qua mặt cái thằng này á đừng có mà vớ vẩn bố mày giết chị khựng người lại lần đầu tiên chị bàng hoàng như thế không phải vì chị không biết tính cách nóng nảy cục xúc của chồng, mà chị bàng hoàng vì không hiểu lý do gì mà khiến anh cháo trở lật mặt như vậy. Đã thế, lại còn gán thêm tội cho chị. Hòa ra trong mắt anh ta, chị chỉ là hạng người tầm thường như vậy hay sao? Chị thẫn thờ nhìn anh ta, anh nến màu đỏ vừa lung linh lúc nãy, chợt tắt ngấm trong đôi mắt buồn trống rỗng lặng lẽ quay mặt đi để giấu giọt nước sắp tràn ra dầu luôn cả sự coi thường của kẻ vô ơn cháo trở đang hẳn lên hàng mi đỏ cả buổi chiều hôm ấy thời gian như trứng lại vừa nằm hút thuốc phiện anh ta vừa chửi chị chửi chán lại quay qua chửi đồng cái người đã kêu mang giúp đỡ anh ta từ hồi lên đây đến giờ đêm thì thăm thẳm rừng thì âm u có một sự chán trường mang theo sự gây tẩm ngập ngụa trong lòng chị từ trước đến giờ, dù có đứng giữa những khó khăn hay những trận đòn kèm theo những lời cay nghiệt của mẹ, cũng chưa bao giờ chỉ có cảm giác đau đớn như lúc này. Chỉ thấy trái tim ứ nghẹn trong tâm tối, anh ta càng chửi bao nhiêu, chị càng ngượng bấy nhiêu. Chị ngượng với những người xa lạ vào quán, ngượng với anh em trong lán đang nằm hút thuốc, ngượng với cả thằng con nuôi, rồi lại ngượng với chính bản thân mình. Từ hôm đó, anh ta có thái độ khác hẳn, kiểm tra tiền nong vốn liếng xem còn bao nhiêu những ai nợ tiền hàng nhiều ít ra sao anh ta cộng trừ và lẩm bẩm một mình Tần mắt nhung đi trở về ngồi trước giường sau không thấy anh ta đâu nó lại gần chị nói nhỏ mở ơi con nghe ba nói với các chú là ba sẽ đánh chú giang còi mở ạ à? chị giật mình vội hỏi con nghe ở đâu có chính xác không chính xác mở ạ à? Nó gật đầu như thể khẳng định lời nó nói. Con nghe lỏm, thấy ba bàn với chú cường xù như thế. Đang nói đến đây, chợt thấy bóng anh ta đứng trước cửa lán, thẳng tân mắt nhung im bặt, vội vã đi ra ngoài. Chợt thủy nghe tiếng nó kêu oai oái. Ôi đau quá, con xin ba, con có làm gì đâu ạ? À? Mẹ con mày, vừa mới thì thầm cái gì đấy hả? Mẹ con mày, vừa thì thầm gì với nhau? Định làm phản đấy à? Chị thấy thế, liền nói lảng sang chuyện khác. Đấy, ba về rồi, mày xin phép ba, chứ xin gì tao, tao làm gì có quyền mà cho mày đi được. Nó xin cái gì, định phắn hả? Vừa nói, anh ta vừa lại xoắn thêm nửa vòng tay của Tuấn Mắt Nhung, chị vội vàng nói. Không, nó bảo tối nay dưới tầng 3, có chiếu video, nó xin xuống xem phim và đòi cõng cu đi cùng, nhưng em không cho. Bảo anh chờ về thì hỏi. Anh ta nghe thế, cảm thấy giá trị, uy thế của mình đã được đề cao, có vẻ hài lòng, liền nói. Được, cho mày đi, nhưng chỉ đi một mình thôi. Có tiền thì vào xem, còn không thì thôi. Đã nuôi cho ăn rồi, ngày chỉ lo hai gánh nước mà còn không biết điều, thì bố dã cho mày mấy chảy đi con ạ. À. Nói rồi, anh ta buông tay nó ra, chân còn đá vào đít nó một cái như để cảnh cáo. Buổi tối, tần mắt nhung thì thào vào tai chị. May quá, có mợ nói tránh thế, chứ không còn lại bị ông ấy đánh chết mất. Chị vội vàng xua xua, ý bảo nó im lặng, kẻo anh ta nghe thấy lại nghi ngờ. Từ ngày lên bãi, hay nói đúng hơn là từ ngày ngập vào thúc viện, anh ta bỗng thay đổi thản tính nết, hay cáo bẩn, chửi thề, nhiều khi còn đánh chị một cách vô lý. Nhưng điều thủy sợ nhất là chồng mình gây sự đánh nhau với Giang Còi. Nếu điều ấy xảy ra, thì anh em tương tàn, và chị sợ nhất là ở đây mọi người sẽ coi thường và cô lập anh ta. Hơn thế, chắc chắn là sẽ mất đi tình cảm với Hùng Sẻ mà bao năm nay gắn bó. Sau nhiều lần suy đi tính lại, cuối cùng chị tìm được một cách. Nhân một lần, chồng chị đi vắng, có một anh công an đi làm kinh tế rẽ vào lán chị. Khi anh công an ấy ra khỏi lán, thì Cường xù về. Thế thế, Cường vội hỏi chị. Thằng cớm vào đây làm gì thế chị? Chị liền nảy ra một sáng kiến, tay đưa lên chặn ngực, mặt to vẻ hoàn hồn nói. Nó vào mua bao ngựa trắng, mà thế nào lại cầm ngay bao lượng thuốc phiện của ông Nghĩa, hú hồn. Nói đến đây, Trần nhìn thấy hùng sẻ đi đến, chị liền nháy mắt, ngầm ra hiệu cho hùng sẻ rẽ vào. Thế nào chị, an toàn chứ? Một cách mà thường ngày, Hùng vẫn hỏi mỗi khi quan tâm đến hàng họ của chị. Công an đến khám lán chị, nhưng mẹ anh Giang còi quen biết, nên rú vào tay gã công an kia ít tiền. Thế là không bị lập biên bản nên chị không sao. mày quá, cậu về lán cảm ơn anh Giang hộ chị nhé. Người công an ấy tên là Thịnh thì phải. Vốn đã mấy lần, chị và Hùng bàn bạc về việc ngăn chặn cuộc chiến có thể xảy ra giữa Giang Còi và chồng chị. Nên nghe thấy mấy lời cùng cái nháy mắt của chị, Hùng liền hiểu chuyện. Và thế là một kịch bản được giàn dựng theo nội dung từ lời của chị. Đúng như dự đoán, buổi tối nghĩa về, Cường xù vội gì dầm to nhỏ kể chuyện. Thế là từ đó, anh ta cũng thôi ý định đánh nhau với giang còi nhưng mãi sau này chị mới biết cùng thời điểm bấy giờ chính chị đã cứu chồng mình mà không hay chuyện là thế này giang còi là một bưởng vàng đã có tiếng ở nhiều nơi anh ta là người cầm quân cũng thuộc vào hàng quân tử không bao giờ ăn chặn tiền công của kiểu vạn chồng chị mang tiếng là anh em cùng hợp tác làm ăn nhưng tính nết lại lười nhác ngày hút đêm hút chẳng chịu dẫn quân vào hang lại còn vài lần bớt xén và xin đẻo tiền kiểu. Lần đầu anh em nhắc nhở, nhưng sau vẫn tái diễn, thì anh Giang mới ra mặt cảnh cáo. Chính vì thế mà từ đó chồng chị sinh ra đẻ bụng và thù ghét Giang còi. Hôm ấy, cô bồ từ dưới thành phố lên lán thăm Giang còi. Mọi người đều gọi bồ Giang còi bằng chị, dù cô ta còn ít tuổi. Lần ấy, Giang còi còn có việc phải đi sang bãi khác không có nhà. Chồng chị giáp tâm dù một bưởng bên cạnh đang có xích mích chuyện hang hố với Giang Còi. Nhân lúc quân cửu đi hang, đến giờ trò đổi bại với bổ của Giang Còi. Chuyện đến tay, nhưng Giang giả vờ như không biết, bề ngoài thì tỏ vẻ bình thường. Nhưng trong thâm tâm anh ta, đang ủ một âm mưu để chuẩn bị ra tay trưởng trị. Ít lâu sau, gã bưởng kia bỗng mất thích. Ai cũng biết là do bàn tay của Giang, nhưng không dám ho he một tiếng, rồi cả bưởng to nhỏ bàn tán là sẽ có ngày nghĩa phải lên thớt vì chính nghĩa là người rủ gã bường kia về định cưỡng hiếp cô bồ của giang còi mấy hôm sau hùng sẻ lên quán ăn quả vặt nhìn thấy chồng thủy đang nằm hút thuốc với mọi người hùng sẻ nhìn chị cười nói thấy thế chị liền hỏi có gì mà vui thế chắc chúng ục rồi à với tay lấy bao thuốc giúp một điếu ngựa trắng đưa lên mồm cằn cắn vào chỗ đầu lọc hùng vừa cười vừa nói Em kể cho anh Giang nghe vụ thằng Thịnh công an. Ông ấy có vẻ nẻ và khen chị thông minh biết điều. Tính ông này em biết, đây là lần đầu tiên sau 4 năm sống với anh em, em mới nghe thấy ông khen và phục một người nữ giới. Ngoài ra ông ấy ghét phụ nữ lắm, chỉ coi họ vô tri như một quả chanh thôi. Em cũng bảo em coi chị như chị gái, em quý chị ở cái tính thẳng thắn và còn quân tử hơn cả đàn ông. Anh Giang bảo em nên nói với chị là chị không phải tính toán gì đến chuyện nợ nần anh ấy giúp thì không cần phải lo trả anh ấy còn bảo vì nghĩ cho mẹ con chị nên bỏ qua cho ông nghĩa lần này cũng may chứ không ông nghĩa sống cũng thành tật Tay giang này quân tử thật đấy nhưng chẳng kém phần độc ác định xử ai thì khó thoát chuyện xúi dục kẻ khác đến làm nhục bồ của người ta đâu phải là chuyện đùa lần này là chị cứu ông nghĩa một bàn thua trông thấy đấy nghe hùng nói vậy Thủy vội vàng xua tay ngắt lời. Thôi em ạ, à, chị xin em, đừng có nói những lời ấy, kẻo lại rách việc. Từ trước đến giờ, hệ bất cứ thằng đàn ông nào mà cất lời lên khen chị là thể nào cũng bị anh ta để ý, rồi chửi vút mặt không kịp. Nhờ em nói với anh Giang, cho chị xin lỗi, mong anh ấy thông cảm và đừng chấp làm gì. Tính khí ông ấy toàn sĩ diện hão thôi, chưa ngoài đánh vợ ra, có đánh được ai bao giờ đâu. Hơn một tháng nay, Thủy thấy trong người không được bình thường, hay ăn vặt và nhiều lần lậm giọng muốn nôn khan. Chị bẩn thần tính ra là hai tháng rồi đã không thấy chu kỳ. Phát hiện ra mình có thai, chị lo lắm. Với điều kiện ăn ở thế này, nguồn nước lại bị nhiễm thủy ngân, thì liệu có bị ảnh hưởng đến thai nhi không? Chị đem chuyện nói với anh và bản thôi không bán hàng nữa. Ôi dào, người ta chở đầy dưới bãi kìa, có sao đâu. Cái thu ở bản trang rồi chị Thư vợ anh Thông, bụng to vượt mặt mà vẫn vào vào ra ra lên xuống suốt đây thôi. Quay sang thấy chị im lặng không nói gì, anh tiếp. Cứ ở thêm vài tháng nữa, kiếm lấy ít vốn rồi về. Chị thở dài, đành phó mặc cho số phận vậy. Tiền bán hàng được bao nhiêu, anh ta đem mua những sách đất, rồi nhờ vào quan hệ quen biết, thấy hăng. Rồi nhờ vào quan hệ quen biết, thấy hăng nào chúng ục nhiều, anh ta xin đánh một ca, ít thì xin vài bao, thậm chí vài nửa bao gọi là sách. Thường những chỗ đất đá, anh ta mua là những chỗ màu nhất, đẹp nhất. Đẹp ở đây có nghĩa là nhìn rõ từng vảy vàng lấp lánh. Lần đầu tiên, chị không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn những viên đá dính nhiều vàng đến thế. Có vàng rồi, lại lo dân đi chợ đêm, tiếng lóng chỉ bọn trộm cắp đến thăm cũng đã mấy lần chúng rình mò sục sạo bên ngoài lán, nhưng vì lán chỉ có mấy anh thuộc hàng số má hay lui tới nên chúng chưa dám manh động. Kỳ trong lán không còn chỗ để chứa những bao đất đá nữa, nghĩa mới quyết định đem đi nghiền. Trước khi đi, anh ta thường cố làm thêm cối thuốc cho đủ đô. Mỗi khi hút, anh ta nén hơi để hãm khói thuốc trong lồng ngực, đến lúc không chịu được nữa thì mới từ từ nhả ra. Nhìn làn gói xoáy thành những vòng tròn uốn éo, chậm chạp, tỏa ra từ cái khoang miệng có những chiếc răng vàng ố. Thủy cứ liên tưởng đến những cuộc đời phía trước của mình. Nhiều lúc chị tự hỏi, không biết có cuộc đời nào bị ám khói như đời chị không nhỉ? Còn anh ta, ánh mắt đỏ đẫn, mơ màng, vẽ ra viễn cảnh tối nay có mấy chục cây vàng trong tay. Tình toàn xem ngày mai đi theo cách nào cho an toàn, không bị cướp. Rồi về nhà, sẽ mua cho chị cái này, mua cho Kubi cái kia, và phải phá cái túp lều bố mẹ dựng cho hồi mới ở riêng, làm lại căn nhà mới, một thò hai thụt, cho mọi người trong phố lác mắt. Rồi cứ thế, hết bì nảy đến cối kia. Mãi hơn 10 giờ sáng, anh ta mới gọi được người mang đá đi xuống núi. Cơm nước xong, chỉ gọi thẳng Tân mắt nhung đến dặn dò. Mai mợ về thành phố rồi, con ở lại trên này, cứ đi gánh nước bán lấy tiền nuôi thân. Nhớ là bán cho những lán chợ, chứ không được bán cho đội, vì bọn nó cần nước, nhưng lại không muốn mất tiền, đòi thì nó đánh cho khổ thân. Cũng đừng có ham hố làm cái gì, không may thì khổ nhá. Rồi chị nhét vào tay nó ít tiền, nói tiếp. Cất số tiền này đi, khi nào về quê, đưa cho bố mẹ, mua cho các em mấy bộ quần áo. Nhớ là đừng để cho ai biết nghe chưa. Mặt tân mắt nhung bẩn thần, ngước hai mắt đỏ hoe lên nhìn chị, chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói. Sao mợ bảo đến mùng 2 mới về cơ mà, hôm nay mới có 30, chị giật mình nhìn nó giọng thẳng thốt con bảo sao hôm nay là mùng một mà rõ ràng hôm qua mợ hỏi dân lái xe họ bảo tháng này thiếu không phải đâu mợ ơi hôm nay là ba mươi mợ nhầm rồi tháng này đủ mợ ạ à. thế thì chết rồi chị thẫn thở kêu lên thằng tân không hiểu gì vội hỏi sao vậy mợ có chuyện gì ạ à? chị không nói gì lòng dối lên vì một nỗi lo lắng mơ hồ chả là hôm qua đưa cu bi lên, chị có đến nhờ thầy bói xem giúp một quẻ bằng bài Tây. Chàng bài xong, thầy phán. Chuyến này đi không cẩn thận là mất sạch đấy nhá. Tránh mọi xô sát đánh nhau, tránh ngày mưa gió vào hang. Dự nhất ngày 28, 29 âm. Có làm gì thì sang mùng 1 hãy làm. Lòng cứ thấp thỏm không yên, chỉ mong sao lời thầy bói không hiệu nghiệm. Chị im lặng thẳng tân nói. Mợ và em về cẩn thận nhé mợ, còn thương mợ, Muốn về cùng mợ, nhưng con sợ ông ấy. Nếu không vì thương mợ, thì con đã bỏ đi lâu rồi. Con cảm ơn mợ đã cứu mang con những tháng ngày qua. Không ngờ, ở những nơi toàn dân anh chị và những người đâm thuê xem mướn này, mà con còn gặp được mợ, nhất định một ngày nào đấy, con sẽ đến thăm mợ và em. Nói rồi, nó đưa tay quẹt nước mắt, vội vã lao ra khỏi lán, tay vừa lấy cây can 20 lít lao nhanh xuống dốc chị nhìn theo nó mà nước mắt rưng rưng tuy chẳng phải họ hàng ruột thịt gì nhưng từ khi nó ở với chị đến nay cũng đã mấy tháng trời đủ quen hơi bén tiếng quý mến nó nhiều khi chồng hàm hè định đánh nó chị phải vờ sấn sổ mắng mỏ để làm át cơn giận của anh ta đi thằng bé rất thông minh nên hiểu và thương chị lắm cách đây chưa lâu giận anh ta chị định đưa con trở về vừa ngồi lán cô bạn hàng xóm bên khe xanh hỏi xem có về không, để đi cùng thì nghĩa mỏ sang. Mồm chửi, hai tay đánh tới tấp vào mặt, bắt chị quay lại lắn. Cứ tưởng anh ta sẽ cõng cu bi cho chị, nhưng không, chị cứ một mình lạc lẻ cõng con đi giữa những vách núi treo leo, chỉ lệch chân một chút sẽ rơi xuống tầng ba. Còn anh ta, làm lè cây gậy bước đằng sau, vừa đi vừa chửi. Lúc ấy, đầu chị đã xuất hiện ý nghĩ, lao đầu xuống vực để thoát khỏi kiếp người đen bạc. Bỗng nhiên, cài thai trong bụng chị trồi nhẹ. Chị bỗng giật mình với ý nghĩ vừa rồi. Chân lại gión rén, nhích từng bước chậm chạp. Vừa về đến lán, anh ta lấy gậy phang tới tấp lên người chị. Thẳng tân vừa vác can nước từ dưới suối lên. Nhìn thấy chị bị đánh dã man. Ngâm nghĩ một hồi, nó vội quang can nước đánh bịch. Rồi lộn mấy vòng ngã xuống dốc, mồm hét lên. Cố tình thu hút mọi sự chú ý và bắt buộc anh ta phải tới để kéo nó lên. Nó làm thế vì hiểu chỉ có cách đó mới kéo nghĩa ra khỏi cơn dữ dằn chứ nếu chạy vào can thế nào chị cũng bị đánh nhiều hơn thằng bé không chỉ ngoan ngoãn mà còn hiểu cặn kẽ tâm lý anh ta đến vậy hôm ấy nó xây sát dỉ máu mấy chỗ ở vai và lưng nghĩ tới đây hai hàng nước mắt của chị cứ chảo ra lâu lắm rồi chị thường để nước mắt chảy vào trong mong sao những giọt nước mắt đầy lấp khoảng trống trong lòng chị nhưng hôm nay nghĩ sắp phải xa nó, chỉ bỗng thấy nghẹn ngào, chờ mãi đến tối không thấy nghĩ về, rồi lại đến đêm, thủy bồn chồn lo lắng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lúc 9 giờ tối, thấy Cường Sủ về lán một mình, chị ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại về một mình? Thế còn nhà em đâu?" Cường Sủ với tay lấy chai nước khoáng vừa bật nắp vừa nói: "Mất mẹ nó rồi." "Mất cái gì?" Sao hai anh em lại không cùng về? Chị hỏi gần như quát lên. Cường tu một hơi nước dài, đến khi cảm thấy đã dập tắt được cơn khát trong cổ họng, mới nói. Mất hết mấy bao mỏi rồi, thằng Nghĩa vẫn đang lục sục mấy thằng dưới đấy, chưa chịu về. Nghe đến đấy, chị tốt lên bằng một giọng đầy u uất. Trời ơi, chắc lại mãi nằm hút thuốc chứ gì, tôi biết ngay mà. Thế là hết, bao nhiêu vốn liếng trong mấy chục bao đá đấy, giờ thì hết thật rồi, Ông trời quả là biết cách trêu đùa số phận chị mà. Khóc, không khóc nổi. Chị nằm ôm con mà chốc chốc lại buông tiếng thở dài thườn thượt. Gần 3 giờ sáng, Nghĩa mới về. Vừa mở cửa lán bước vào, anh ta buông tiếng chửi thề. Mẹ nhà nói chứ, thế là mất hết rồi. Bố mày mà bắt được, bố mày chém chết hết. Kế hoạch về nhà lại phải rời sang nửa tháng sau. Lúc bấy giờ, cái thai trong bụng chị đã gần 7 tháng về đến nhà, mẹ chỉ bắt chị ở trên nhà ngoại để bà chăm sóc. Nhưng chị quá biết tính tình mẹ mình. Đấy chỉ là cái cớ thôi. Vì bà nghĩ đi bãi vàng về thì phải có nhiều tiền lắm. Chứ chẳng chịu tin rằng chị phải thanh lý hết quán bán, bòn vét mãi mới còn hơn một triệu để về. Rồi bà hăng hái tầm bổ cho chị lấy sức trước khi sinh con. Hàng ngày đi chợ, mua bao nhiêu là thịt cá các loại, về ăn ngập mồm ngập răng. Đến gần một tháng sau, không thấy vợ chồng chỉ đưa tiền, bà mới hỏi khéo. Lần nào cũng được nghe con rể quý hứa hẹn. Mẹ cứ chi tiêu đi, mấy hôm nữa con lại đi làm, rồi con sẽ mang tiền về trả mẹ xong... Chở mái, trả thì ông con rể trả tiền như đã hứa, thế là cứ nửa đêm bà chửi, chửi đến khi anh chàng rể yêu quý không chịu được, phải bỏ đi. Trước khi đi, mẹ vợ và con rể đã chửi nhau một trận tanh bành. Tối hôm đấy, Thủy và chị hàng xóm đang đi bộ như thường lệ thì chị bỗng thấy nhâm nhẩm đau bụng, đoán rằng đã đến ngày truyền giả. Tiện đường, chị hàng xóm đưa chị vào quân y khám, nhưng vì tối chủ nhật nên trạm xá quân y nghỉ hết không có ai trực. Thủy đành đi về trạm xá nhà máy, đoạn đường chưa đầy cây số mà cứ vài bước chị lại phải dừng chân nghỉ một lúc, mãi hơn 10 giờ mới vào đến trạm xá. Nhờ chị hàng xóm về nhà lấy đồ dơ sinh rồi lệ phiền đi gọi anh trai giúp cơn đau cứ thúc xuống dưới dữ dội, tưởng như không thể chịu nổi. Cái cảm giác sắp sinh nở mà chồng không có ở bên cạnh, một thân một mình cô quạnh giữa cái nhà hộ sinh, chờ người trực đêm đến, sao nó lạnh lẽo đến thế. Bác sĩ sản qua đi vắng, chỉ có một y tá và một hộ lý chưa thạo việc đỡ đẻ. Cơn đau mỗi lúc một dồn dập, những tưởng đẻ con dạ sẽ dễ dàng hơn con so, mà sau lần này, đau mấy tiếng rồi mà vẫn chưa sinh được chị không biết rằng đó chính là hậu quả của mấy tháng sống trên bãi vàng đã để lại di chứng cho mẹ con chị thai nhi không xoay được đồng nghĩa với việc sinh ngược mà ở đây bác sĩ không có điều kiện dụng cụ y tế không bằng bệnh viện đau quá nên chị đành phó thác cho số phận tới khuya vợ chồng anh trai thủy mới tới nhìn em gái đau quằn quại thai nhi thì thò được hai cái chân ra còn vẫn mắc kẹt bên trong chị y tá phụ lý cầm hai chân con bé hết lắc bên phải lồi bên trái lồi mạnh tới nỗi nghiêng cả chiếc giường chuyên dụng mà vẫn không tài nào ra được chị nằm bất động vì y tá quay ra hỏi anh chị tình hình rất nguy cấp anh ạ à. em gái anh sinh ngược mà bác sĩ chính lại không có ở nhà gia đình quyết định cứu mẹ hay cứu con tiếng anh trai chị vọng vào nếu bắt buộc phải lựa chọn thì xin hãy cứu lấy em tôi Chị khẽ lắc đầu nói trong khó nhọc. Không, xin hãy cứu con tôi, cho tôi đi viện. Đi bây giờ là chết dọc đường đấy, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá. Nói rồi, mọi người lại tiếp tục công việc kéo lôi. Lúc bấy giờ, họ đã quyết định chỉ cứu mẹ. Đến một giờ đêm, con bé mới được giật ra khỏi lòng mẹ nó. Nhìn con tím tái toàn thân mà chỉ đau đớn như muốn lịm đi. Nhưng liền sau đó, có tiếng người y tá xoa ngực và phát vào mông nó nhanh lên. Sau cái phát thứ hai thì tiếng oa oa của nó sẽ tan mản đêm yên tĩnh. Chỉ mừng đến nghẹn lời mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Vừa về phòng hậu sản nằm được một lúc, chị thấy miệng con cứ rỉ ra những vệt máu tươi. Chị thấy lo lắng gọi chị hộ lý đến nói. Chị ơi, con bé nhà em, nó cứ bị chảy máu ở miệng là sao vậy? Hộ lý đến vạch môi con bé, thấy có một vết bầm nhỏ bảo. Chắc lúc đỡ, bóng tay làm sứt môi nên giờ vẫn còn rỉ ra thôi. Chờ đến sáng xem sao. 8 giờ sáng, miệng con vẫn còn chảy máu. Vừa lúc anh trai mang cơm ra, chị nói. Anh ơi, miệng cháu vẫn bị chảy máu từ đêm giờ không đỡ. Anh chị cho cháu đi xuống viện khám hộ em với. Hai anh chị đưa cháu xuống viện. Đến đầu giờ chiều thì anh chị về bảo. Con bé bị mềm sụn thanh quản bẩm sinh nên nhập viện rồi. Giờ chị đang ở đây với cháu Anh vừa sang bên nhà nội gọi thằng Nghĩa Chắc tí nó sẽ lên thôi Chị nhắm nghiền mắt lại Để cố kiểm những cơn sóng lòng đang trào đến Nếu chỉ một mình chị Thì không nói làm gì Đằng này mang tiếng có chồng Mà hai lần vượt cạn Đều vẫn là anh trai Và chị dâu lo cho Những giọt nước ấm nóng Thì nhau trào qua hai đôi mắt Rơi xuống tay Anh trai Thủy nhắc nhở Mọi việc rồi sẽ qua. Em đừng nghĩ ngợi nữa. Và đừng có khóc. Kẻo máu sông lên đầu. Rồi mai kia nhức đầu là khổ lắm đây. Nghe lời anh chị nói. Chị càng tủi thân hơn. Là đàn ông con trai. Mà anh còn biết dặn chị những lời như mẹ dặn con gái. Trả bù lúc trưa nay. Mẹ chị lên trạm xá. Bà mang cho chị một âu cơm. Chồng có mấy miếng thịt rang kèm theo một tờ giấy thống kê chi chít những con số, nào là ngày, mua nghìn mỹ chính, ngày mua năm thịt lợn ngày mua một nước mắm rồi tổng cộng bao nhiêu tiền đến ngày hôm nay lại đã lên đến bao nhiêu lúc đó có cô bạn nợ chị tiền hàng từ ngày trên bãi vàng đem tới trả bà liền bám lấy dòng giết có tiền ở đây thì trả đỡ đi không thì biết đến bao giờ mới trả được thủy uất ức nhưng cũng đưa cho bà và bảo cả nhà con có mỗi tờ này vừa trả mẹ đấy mẹ lấy được thì cầm luôn đi Bà cầm 50.000 cho vào túi Rồi đi ra cửa Cô bạn thấy thế vội chạy theo nói Cô đưa tiền lại cho Thủy đi Còn nó đi viện cần tiền Để mấy hôm nữa cháu lại xoay thêm tiền đưa cô xong Nghe vậy Bà đành quay lại ném mấy chục xuống chỗ chị đang nằm Buông một câu xanh dờn Ở đời cứ ăn không Ăn hỏng là sinh ngang đẻ ngược thế đấy Một cơn gió mùa đông Hay một khay nước đá hất vào người chị cũng không có cảm giác lạnh như lời nói của bà lúc bấy giờ. Một cái lạnh đủ để đằng băng tất cả tình mẫu tử. Giờ nghe anh trai khuyên nhủ mà chị không cầm lòng được. Chị hỏi anh trong tiếng nức nghẹn ngào. Có thật là mẹ đẻ ra em không anh? Anh chị quay đi không nói gì. chỉ biết là anh cũng đang giận mẹ lắm. Thủy nhớ lại chuyện hôm qua, nhìn con nằm thoi thóp trên bàn thờ máy, cả bác sĩ và y tá khoa nhi không ai tin nó sẽ qua khỏi, hoặc nếu qua sống thì cũng bị dị tật suốt đời. Bà nội sang thăm nhìn thấy cháu, ghé sát vào tai con bé buông ra một tràng. Nếu con thương bố mẹ, thương ông bà, thì mau khỏe còn về nhà với ông bà. Còn như con chê bố mẹ nghèo, ông bà khó, thì con đi nhanh cho đỡ khổ con ạ. À. Tiếng còi tầm chật vang lên một hồi dài như cố tình kéo thủy trở về với hiện tại, nhấc đầu con ra khỏi cánh tay, chỉ khẽ thì thầm vào tai nó. Mẹ đi bán hàng, bé bông ở nhà với anh ngoan nhé. Nói xong, chị chui ra khỏi màn, sỏ nhanh đôi dép, rồi đi xuống bếp, mở thúng xôi sới ra một bát to, ra phần hai bố con. Nhà làm gì ăn nấy, khoản ăn sáng, cả nhà không phải lo rồi, trừ mẹ chị. Thường là, sáu rưỡi, mẹ chị mới gánh hàng đi bán, nhưng bà chẳng bao giờ chịu ăn xôi do chị nấu Mồm thì vẫn bảo Nó còn nuôi con Ăn làm gì cho mất suất lũ trẻ Nhưng chủ yếu là bà đi chờ ăn bún, ăn phở Trừ xôi khô khốc không nuốt được Cũng như mọi lần Khi mẹ đi bán hàng Là hai anh em ngủ dậy muộn Có hôm mới hơn 8 rưỡi mới dậy Hàng thì 7 rưỡi 8 giờ mới hết Xôi của chị bao giờ cũng hết trước những người khác Vì chị chọn mua gạo ngon Và bán rẻ hơn người mỗi thùng xôi hôm thì lãi 10 ngàn, cũng có hôm ế mà vẫn dành 3 ngàn mua thuốc phiện, khoản đó như một sự bất di bất dịch, không thể thiếu được. Mấy ngày gần đây, thuốc lại tăng giá, mọi sinh hoạt gia đình đều trông vào mấy nghìn lãi còn lại. Hàng ngày, khi mẹ chị đi chợ bán hàng, anh ta lại tranh thủ mò về ăn uống, rồi chờ chị mua cho cối thuốc xong mới đi. Bao nhiêu việc gia đình mặc chị lo lắng bươn trải, rồi cho đến tận lúc này, Tâm tính và cách hành xử của mẹ vẫn như một gánh nặng đè lên vai chị. Là người không biết tính toán trong việc ăn tiêu, hàng ngày bà mua vô số thức ăn quả bánh. Sau đó lại kẻ lẻ tính toán chi ly từng đồng một. Nhiều khi bà mua đồ về để phản ứng, chỉ nhất định không ăn thì bà lại chửi vuốt mặt không kịp. Nhưng ăn rồi bà lại tính, bà làm một quyển sổ, ghi chép tỉ mỉ từng ngày từng tuần, vài ba hôm bà lại thông báo. Mấy tháng nay, nhà mày ăn ở đây, tao đã phải vay lãi người ta 600 ngàn rồi đấy. Liệu mà lo trả tao? Bảo thằng bố nó chịu khó đi làm để lấy tiền trả cho bà. Thường từ ngày bà đi chợ, tối về nhà cơm nước xong là 8 giờ lên giường đi ngủ. Đến 2 giờ sáng hôm sau bà dậy, nếu không khua khoáng nổi nêu bát đĩa thì lại ngồi chửi đến sáng. Bà bóng gió cảnh báo nếu không trả tiền bà thì sẽ gặp phải những chuyện chẳng ra gì vì bà là con rời cháu Phật đã bao nhiêu kẻ ăn không của bà mà lăn ra chết oan rồi thỉnh thoảng bà lại giết lên đấy tất cả vì con đĩ kia vợ chồng con cái tất cả là bốn mạng người một lúc chúng mày về đây bám vào đũng quần tao để giờ tao phải mang công mắc nợ nhiều lúc thủy tự vấn cuộc sống một chốn bốn nơi cứ mãi như này sao mình cứ phải chịu đựng nhẫn nhịn mọi chuyện đến bao giờ đây áp lực của cơm áo gạo tiền, áp lực của một bên là mẹ đẻ, một bên là chồng, cứ đẻ chịu lên tâm can chị. Cuối cùng khi con bé được tròn tuổi, một lần nữa chị lại trở về ngôi nhà xưa, cũng chính là muốn trao cho anh ta cái trách nhiệm làm chồng, làm cha. Gần hai năm nay nay mới trở lại, ngôi nhà cũ đã bị trận lụt làm hư hỏng, phải nhờ anh em làm mấy bước tưởng vách, Lập lại cái mái, đất thì đào ở vườn xin dơm dạ vẻ băm nhỏ, rồi hòa với bùn đất, chát lên những bức xương nứa. Không có tiền mua lá cọ, nên đi xin, đi mót lá cũ về dùng. Vì tưởng vách không có vôi, nên chỉ sau mấy trận mưa, trần vách trôi đi hết, mái nhà thì nát bươm. Ban đêm, nhìn đâu cũng thấy sao trời, nên mọi người gọi đùa là túc lèo lý tưởng ngàn sao. Chỉ riêng mỗi chỗ kê trước giường cho ba mẹ con là trên đỉnh màn, được che bằng vải ni lông, nên đỡ bị mưa rột nắng chiếu. Từ hôm thủy dọn về nhà chồng đến nay, con bé ôm yếu liên miên, tiền mua thuốc cho con còn nhiều hơn cả tiền ăn uống sinh hoạt. Ngồi ôm con, không chợ búa gì được, vốn liếng trả mấy mà cạn, đòi ăn vụng, túng làm càn, bắt buộc, nghĩa phải tự xoay sở tiền thuốc viện bằng cách bán bi. Hàng ngày, anh ta xuống bãi cát, mua một chỉ thuốc viện về nướng, rồi cho vào cái chén uống nước cùng với mấy viên thuốc cảm lấy một mẩu gỗ dài chừng 10 phân, được vót nhọn nhẵn thín, bé như ngón tay cái, làm chày để dã cho dẻo, cho nhuyễn, rồi vê tròn, cắt thành những viên nhỏ như hạt liệu, gọi là bi. Một ngàn một bi, mỗi gói thuốc cắt được khoảng 18, 20 viên bi như thế là anh ta đủ thuốc hút, không phải bỏ tiền ra mua, thường bọn nghiện hút hay ăn đồ ngọt để hãm. Chị liền tranh thủ sang chợ mua ít bánh kẹo, trái cây về để bán, nên cũng đủ tiền sinh hoạt. Nhưng thấy khách nghiện ra vào liên tục, chuyện làm ăn của anh ta cũng bị lộ. Công an xã rồi công an huyện kết hợp đến khám xét. Nhưng ngoài mấy bi thuốc phiện đang hút giỏ thì chả có tí thuốc đen nào. Hơn nữa cũng chưa bắt được người nào nằm hút nên công an không thể quy vào tội tổ chức sử dụng chất ma túy. Sau mấy lần bị nhắc nhở, anh ta cũng không dám bán công khai mà đi vào hoạt động bí mật, chùi rúc trong các xó xỉnh khi thì bờ sông, lúc thì vườn cây sậm rạp. thấm thoát. đứa con gái thứ hai của thủy hai tuổi đã mồm ăn chân chạy. chị giao cho thằng anh ngoài giờ học ra phải trông em, để chị lo chợ bố mưu sinh. sáng chị nấu một nồi miến gà, gánh bán xong dọc hai bên phố từ cầu ra bảy xuống chợ thái. hôm nào ế ẩm thì cả nhà ăn miến chửi bữa. chiều đến chị lại xây độ tương, làm sữa đậu nành. hôm ấy trời mưa dai dẳng không ngớt, hàng họ không bán được thấy người ta đi chợ buôn măng, hình như kiếm ăn được. Thủy đền mượn ông anh chồng cái xe đạp cũ để đi chợ. Được cái, anh em bên nhà chồng cũng rất thương chị, tạo điều kiện giúp đỡ để chị có phương tiện chợ búa kiếm tiền. Một tháng đôi lần, mẹ chị đã đi bộ 5 km xuống nhà chị. Trước là để thăm cháu, sau là đòi nợ. Mỗi lần như thế là lại chửi bới inh ỏi hàng tiếng đồng hồ chưa chịu dứt. Nhiều lần, anh ta đã cãi láo. Ai vay tiền của bà mà bà xuống đây đòi. Giấy tờ đâu? Có gì chứng minh? Tôi vay tiền của bà không? Mẹ chị ghê gớm là thế, mà cuối cùng vẫn phải chịu thua anh con rẻ nghiện. Tiền không lấy lại được một đồng, lại bị thằng con rẻ ăn cháo đã bát. Mỗi lần như thế, chị phải ngậm bù hòn làm ngọt. Biết nói thế nào, khi bà chỉ vay có 600 000 mà hai năm nay nó lại thành 20 triệu. Hóa ra, chị là người có lỗi trong tất cả mọi sự chi tiêu và sinh hoạt của bà. Chính vì nghĩ như thế, nên chồng chị càng tức bà hơn. Một khi đã tức, một khi đã tức mẹ, thì con gái sẽ là chỗ chút giận của anh ta. Những bữa thuốc không sôi đều cũng là một lý do để anh ta chửi mắng thủy. Ngược lại, hôm nào thuốc ngon, bóng mịn như bôi mỡ, hờ tẩu qua lửa cứ rơi rèn rẹt là anh ta lại vui vẻ đôi mắt ám khói lờ đờ, vẽ ra những viễn cảnh sắp tới, cài thuốc để vợ con đỡ khổ. Bức tranh đen tối ấy, ngày một dày đặc, phủ kín hết căn lều sách mướp của gia đình Thủy. Thằng Cô Bi 10 tuổi, hàng ngày phải trông em lên bốn. Nhiều hôm, trong nhà không có tiền mua đồ ăn sáng, nó lại phải bán những viên bi yêu thích của mình, lấy 500 đồng, mua một cái bánh mì, bẻ làm đôi, chia cho em một nửa. Thủy nghĩ mà thương con rớt nước mắt. Tuy mới chỉ là thằng bé 10 tuổi, nhưng nó đã rất hiểu chuyện. Bình thường, ngoài giờ trông em và chơi bi xa, nó cũng sẽ cần câu đi xuống cái ao trong xóm. Được cái, nó rất sát cá. Không đi thì thôi, nhưng cứ sách cần ra khỏi nhà. Thể nào buổi tối cũng có một bát cá con để chấm mút. Từ khi chị đi chợ trở lại, nó không phải lo đi kiếm ăn nữa, mà chuyên tâm vào học và trông em. Thủy vừa rẽ vào đầu ngõ, thì thằng Bi chạy ra, giọng hồn hển mẹ ơi bố bị bắt rồi chị hoảng hốt bị bắt lúc nào ai bắt con đi học về thì đã thấy bố không có ở nhà ông nội bảo bố bị bắt chị lo lắng chạy lên nhà bố mẹ chồng hỏi nhà con bị bắt khi nào hả thầy công an huyện hay công an xã ạ à? bố chồng chị tỏ vẻ bực dọc nói không nghe thì cho nó chết xử cha cái thằng, loại ngu như chó ấy cơm không ăn lại muốn ăn cứt chị hỏi lại ông công an bắt đâu thế hả thầy? công an huyện họ xuống bắt lúc 9 giờ vậy là họ đưa thẳng lên huyện rồi thầy ạ. À. Thôi giờ con lo cơm nước cho các cháu xong, đầu giờ chiều con lên huyện xem tình hình ra sao. Bố chồng chị gần từng tiếng, không phải lên cho người ta nhốt ở trên đấy một vài tháng, may ra mới cai được. Mày càng chiều nó thì nó càng sinh hư. Chị buồn rầu nói. Có gì mà chiều đâu à? giờ con không lo cho anh ta thì còn ai lo nữa đây mai kia về lại dằn vặt vợ con đấy chứ thầy còn lạ gì tính anh ta nữa bố chồng chị thỏ dài đúng là cha sinh con trời sinh tính thôi thì tùy anh chị chị trở về nhà nét buồn bã hiện lên rõ trước khuôn mặt hốc hác thẳng bi thấy thế lại gần bên mẹ mẹ ăn cơm đi chiều cho con đi với mẹ nhé chị quay sang con còn cứ ở nhà chơi với em đi mẹ lên xem thế nào đã chắc là bây giờ chưa được gặp bố đâu hôm nào họ cho gặp thì mẹ cho hai anh em lên sau lo là thế nhưng nghĩ đến những ngày anh ta vắng nhà chị lại thấy như đỡ đi gánh nặng thứ nhất là đỡ tốn tiền mua thuốc hàng ngày sau nữa là đỡ phải nghe anh ta chửi mắng nếu như được bố chồng chị nói thì cũng tốt hy vọng trong thời gian tạm giam anh ta cai được thuốc phiện thì còn gì bằng âu ừ, là trong cái rủi cũng có cái may đến chiều chị lên công an huyện xin gặp chồng nhưng không được hôm sau thủy nhận được một lá thư viết tay của nghĩa nói là phải gửi đồ ăn và thuốc phiện vào cho anh ta chẳng biết bằng cách nào mà trong buồng giam của huyện con nghiện vẫn có thuốc phiện hút hàng ngày chỉ sau mới biết cùng buồng tạm giam với nghĩa có tú là người quen giờ cùng ăn cùng hút nên tình cảm của hai con nghiện lại càng khăng khít hơn Huyền vợ tú rất xinh gái, gia đình nhà Huyền thuộc dạng khá giả, có sạp hàng to nhất nhì chợ Huyền, nên trông Huyền như một bài chủ. Huyền biết cách mua thuốc viện, thậm chí còn biết nướng thuốc rồi cắt thành những bi nhỏ gửi vào cho chồng. Chính vì vậy mà nghĩa càng yêu cầu chị phải gửi đồ vào nhiều hơn. Mười mấy hôm trước Thủy đã tưởng từ nay đỡ tốn tiền mua thuốc, thì nay chị mới biết là mình đã nhầm, không những tiền thuốc không đỡ mà tiền ăn uống lại tốn kém hơn ở nhà. Mẹ con Thủy ở nhà chỉ dám ra ruộng, hái những lá rau tạp nham về nấu bát canh, xùy xoạp qua bữa. Còn tiền phải dành để lo cho anh ta. Nếu không đáp ứng đủ yêu cầu, anh ta về sẽ quy cho chị trăm thứ tội. Bất lực, chị chỉ biết thở dài. Thủy nghe thấy mọi người nói bán máu cũng được món tiền kha khá. Thế là hôm nay, chọn bộ quần áo tươm tất, mượn cái xe đạp chị đi mấy vòng trước cổng bệnh viện tìm hiểu cách bán máu như thế nào. Định bụng kiếm lấy ít tiền để trang trải lúc bĩ cực. Những khi tiếp xúc với bọn cỏ mồi, chị lại sợ, đành lủi thủi đi về. Thằng cô Bi như hiểu nỗi lo của mẹ. Mấy ngày hôm nay, nó chịu khó làm việc, nhà cửa quét dọn gọn gàng. Đặc biệt, ánh mắt của nó cũng buồn buồn theo mẹ. Buổi tối, nó thủ thỉ. Lớn lên, con đi làm để lấy tiền nuôi mẹ nuôi em, con không để mẹ phải khổ đâu. Ôm con vào lòng, chị nghẹn ngào nói, chỉ cần con ngoan ngoãn chăm học và giúp mẹ trông em là mẹ đã thấy vui rồi. Các con chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất đời của mẹ. Nếu không có các con, mẹ đã buông xuôi tất cả từ lâu rồi. Mới tí tuổi đầu, nhưng xem chừng cô Bi cũng hiểu lời mẹ nói. Có lẽ những đứa trẻ phải sống trong hoàn cảnh khốn khổ, thường khôn trước tuổi vì các con mà phải vươn lên để sống, đó chính là tâm niệm duy nhất và mạnh mẽ nhất của đời Thủy. Nhiều người thấy chị quá vất vả, khổ sở, khuyên chị. Thẳng nghĩa nó làm khổ mày đến thế, sao không bỏ quách đi cho nhẹ nọ, đã nghiện lại còn không biết điều. Thủy cũng thấy đó là những lời khuyên chân tình và hợp tình hợp lý. Nhưng trong thâm tâm, có một điều làm chị vô cùng lo sợ là các con chị lại dẫm phải vết chân của hai anh em chị ngày bé. Đứa ở với bố thì không có mẹ, đứa có mẹ thì lại thiếu bố. Hình dung lại thời ấy, những ngày tha thần một mình trong khu sơ tán, ăn quả dại bị ngộ độc suýt nữa thì mất mạng. Chị lại lo sợ nếu như mình phải xa một trong hai đứa con. Vậy nên, chị hứa với lòng là phải chịu đựng. Vì các con, khổ đến đâu cũng phải gắng gượng. Có lẽ, nghĩa biết điểm yếu của chị là không dám ly hôn dù anh ta có hành hạ đến cỡ nào đi nữa nên càng lấn bị nhốt trên huyện hơn một tháng thì nghĩ được tại ngoại về nhà chờ viện kiểm sát ra quyết định khởi tố không cai được thuốc viện nhưng cũng hiểu kinh tế gia đình quá kiệt quệ anh ta đành tằn tiện mỗi ngày một gói chia làm hai bữa còn ban đêm dã lại sai hút cho đỡ vật khổ nhất là buổi sáng hôm nào anh ta dậy sớm mà chị lại chưa đi trở về cơn vật kéo đến, làm hai anh em cu bi phải cõng nhau, lỉnh ra cổng chơi, cho đỡ phải nghe bố mắng. Những lúc anh ta ngồi vừa dạ thuốc, vừa ngáp, tưởng rách hai bên mép, hắt xỉ hơi liên tục, nước mắt nước mũi giản rủa trên gương mặt tái xanh, trong ánh sáng vàng vọt yếu ớt, từ chiếc đèn bằng mỡ hát xa Người chẳng ra người, nhiều lần Thủy tự hỏi, chồng mình đấy ư, chỉ những tưởng mình đang sống trong địa ngục. Một lần đám trẻ con cùng xóm đến nhà chơi với thằng Cubi. Nhìn thấy căn nhà lụp xụp rách nát, một thằng vô tư nói: "Eo, sao nhà mày nghèo thế?" Cubi Cú cúi mặt xuống nói bằng giọng buồn rầu của một đứa trẻ già trước tuổi: "Tại bố tao nghiện thôi." Chị khựng người lại, nghe con nói mà tim thủy như bị kim đâm. Lời của trẻ con mà sao đớn đau đến thế? Câu nói mang vẻ vô tư của nó có lẽ sẽ còn đeo đẳng theo chị suốt đời. Phải làm gì để thoát khỏi cảnh này? Những câu hỏi cứ mỗi ngày lại xoáy sâu vào lòng chị. Rồi ánh nhìn buồn như không thể buồn hơn, quét từng ngóc ngách khắp căn nhà. Nền nhà nứt nẻ, cánh cửa làm bằng những mảnh cót ghép tạm bợ đã bị rách mấy lỗ to bên dưới. Bốn bức tường đã bị chóc hết đất chát, chờ ra những ô đứng vách. Vật dụng trong nhà chỉ trơ trọi một chiếc tủ ly cũ kỹ mốc meo một bộ bàn ghế cái bong mặt, cái long chân. Trên mặt bàn là bộ ấm chén rứt miệng, mất quay. Phía bên phải là một cái giường ọp ẹp, chân gối bạc vách. Tùm hôm giữa nhà là chiếc màn màu cháo lòng, trông như cái vò tôm, điểm thêm mấy miếng vá bằng vải phin cũ kỹ. gian phía trong được ngăn bằng tấm cót, có dán mấy mảnh giấy báo. Đó là thế giới riêng của anh ta, là nơi anh ta đắm chìm trong những làn khói thuốc ma mị. Có lẽ chỉ có vài tia mặt trời xuyên qua đám mái lá rách bươm là hình ảnh sống động nhất giữa căn lều rách nát. Trong ngõ phố, không ít người gọi đùa Thủy là chị dậu, nhưng Thủy làm sao mà bằng chị dậu được? Chị dậu còn có đàn chó con, thậm chí cả chiếc nón mê để đội đầu, đôi khi mệt mỏi, còn có cái kê dưới đít để ngồi như chị dậu cũng không. Có chăng, điểm giống nhau giữa hai người phụ nữ đó là cái tiền đồ dày đặc, như màn đêm thăm thẳm phía trước. Trước tình cảnh đó, một lần nữa, Nghĩa lại bảo chị xoay cho ít vốn để mỡ nó dán nó. Thôi thì, một liều ba bảy cũng liều. Chị quyết định dấn thân vào con đường buôn thuốc viện. Chị tìm đến Huyền, nhờ cấp vốn cho một lạng thuốc viện về để bán. Vốn nhà giàu lại đang sẵn có cả cân thuốc trong nhà, thì một lạng không phải là nhiều, nhưng Huyền cũng chỉ giúp cho nửa lạng. Thủy nghĩ, thế là tốt rồi, chỗ này về, chia ra cũng được 30 gói. Hết thì lại lên trả vốn rồi mua chịu tiếp. Khi có sẵn thuốc trong tay, anh ta mới chợt nhớ là mình đang tại ngoại thì không được chứa chấp bọn nghiện hút. Kẻo lại bị bắt lần nữa thì án lại chồng án. Chỉ có nước tủ mọt công, một mình vô tư hưởng thụ, nằm hít vào nhà ra hồn đi mây về gió. Sáng ngủ đến bữa trưa mới dậy, khạc nhổ một hồi rồi chui vào thế giới riêng để cắt cơn. Đầu giờ chiều, mới mở lòng bàn ăn bát cơm nguội Ăn xong, ngồi uống nước, hút vài điếu thuốc lá Mồm nghêu ngao mê câu thơ của dân nghiện Điếu thuốc là điếu thuốc sầu Giải buồn tâm sự lúc khổ đau Hút thuốc vào, khói ra uốn éo Cuộc đời có vậy, thiết chi đâu Xong rồi, lại tiếp tục bữa thuốc tối Lại nằm cho đến 1-2 giờ sáng Lại ngủ đến trưa, hôm sau mới dậy ngày nào cũng thế, theo đúng cái giờ giấc như một chiếc đồng hồ biết ăn, biết nói. Thầm thoát, trả mấy mà thủy lại hết vốn, mua chịu một lần thì người ta còn đẻ nang mà giúp đỡ, chứ nhiều lần thì ai kêu mang nổi. Thế là lại phải chứa chấp thêm một hai thằng để lấy mỡ nó dán nó vậy. Nghĩ sao làm thế, anh ta chọn hai thằng chưa bao giờ cắm thuốc, chỉ tiền tươi tóc thật và là chỗ anh em chiến hữu, đó là Long bạn anh ngày xưa cùng đi bãi và thái. Bạn làm cùng công ty thuốc lá. Hai thằng cứ luôn phiên nhau đến, chứ không được đến cùng một lúc. Thằng Bi có nhiệm vụ canh cổng. Cứ mỗi lần chú Long và chú Thái đến, bố lại bắt nói đi làm nhiệm vụ. Huyền dạo này nghỉ hẳn hàng vải, da rẻ bỗng trở nên xanh sao. Đang bán hàng đông khách là thế, mà giờ quay sang buôn bán thuốc phiện. Một lần, Thủy buột mồm hỏi ngu ngơ, ra chiều quan tâm đến bạn. Sao dạo này bạn xanh thế? Có bệnh gì không? Huyền lúng túng trả lời. Không, tôi có ốm đau gì đâu. Chẳng qua cứ ở trong nhà suốt nên người như bị cơm nắng thôi. Tới đây tôi mở quán bán hàng ăn. Bạn lên phụ giúp tôi với nhá. Thấy bạn nói thế, Thủy không nghi ngờ gì mà nhận lời ngay. Thủy tự nhủ. Dù sao, Huyền cũng giúp đỡ chị rất nhiều. Giờ bạn cần làm gì thì mình giúp. Cũng đang rơi vào cảnh thất nghiệp. Thời gian này, anh Tú chồng Huyền đang đi cải tạo nên nhà chỉ còn ba mẹ con, hàng quán mới mở nên rất ế ẩm. Huyền suốt ngày ru rú trong buồng, chỉ trừ những lúc có khách. Chỉ trừ những lúc có khách mới thò mặt ra ngoài, xào xáo một chút, xong lại vội vàng vào trong ngay. Sau mấy ngày giúp việc, Thủy phát hiện ra bạn mình đã nghiện. Thực tình, chị cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, vì Huyền va chạm với thứ ấy nhiều như thế, thì trước sau cũng nghiện thôi. Nhiều lúc nghỉ trưa rảnh rỗi, hai đứa nằm chuyện trò tâm sự. Vài lần, Huyền rủ dây Thủy hút, nhưng chị quyết từ chối. Thấy Thủy nhiều lần đi lại và có quan hệ mật thiết với Huyền, anh Hoàng, trung tá công an huyện, đã đưa chị vào trong tầm ngắm. Tại cơ quan điều tra của công an huyện, chiều nay, sau giờ trực ban, trung tá Hoàng mở tủ, mang tập hồ sơ ra xem lại vụ án phạm trọng tú, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy vụ việc đã qua một thời gian và án đã khép lại với mức án đúng người đúng tội. Vậy mà bỗng dưng hôm nay, anh lại lật lại từng trang hồ sơ. Hoàng chậm chạp, đọc kỹ phần thân nhân của bị cáo. Một lúc sau, anh đứng lên, cất tập hồ sơ vào chỗ cũ, không quên khóa cái tủ sắt cẩn thận rồi bước ra ngoài. Dắt con xe máy cả tàng ra khỏi cổng cơ quan. Đang lối húi lau dọn bàn ghế, chuẩn bị về, thì Thủy nghe tiếng xe máy đỗ trước cửa quán. Tiếp theo là tiếng hỏi vọng vào. Nhà còn dễ ăn không bà chủ? Thủy vội chạy ra đon đả. Chào anh, anh cần dùng gì ạ? À? Không buồn nhìn người vừa hỏi mình, người khách đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp nhà, rồi hỏi tiếp bằng một giọng nửa khôi hài, nửa thăm dò. Đến đây là để ăn cơm, chứ còn dùng gì? Quán còn có món gì khác ngoài cơm hay sao? Nghe câu trả lời của khách, Thủy không mới có thiện cảm, đang định tìm câu trả treo, thì Huyền từ trong nhà bước ra, nhìn thấy khách, chỉ ớm ở nói. Gớm, hôm nay dòng lại đến nhà tôm cơ đấy. Nói xong, Huyền quay sang giới thiệu với Thủy, đây là Trung tá Hoàng, đội trưởng đội điều tra của huyện mình. Huyền đưa tay về phía Thủy. Còn đây là Thủy, em dâu của anh Hầm, bạn anh đấy. Thủy khẽ gật đầu chào xã giao, còn người khách lại ra chiều thân mật ngoài sức tưởng tượng của chị. Anh cười rất tươi và nói. Ồ, Hóa ra toàn là người quen cả Nhưng sao anh hay xuống nhà hợp Mà không gặp em lần nào nhỉ Dạ vâng Em mãi bận đi chợ Nên không mấy khi ở nhà Cũng có nghe vài lần Mấy anh em nhắc tới anh Mà nay mới được biết mặt đã Sau buổi gặp mặt Trung tá Hoàng như có vẻ quan tâm tới Thủy nhiều hơn Nhìn đôi mắt sáng Biểu lộ một sự thông minh, chân thành Và luôn có cái nhìn trực diện theo kinh nghiệm nhiều năm phá án và va chạm với tội phạm đã mách bảo với anh rằng đây là một người phụ nữ lương thiện đọc hồ sơ phạm tội của phạm anh tú và biết mối quan hệ làm ăn của thủy với huyền mới chỉ là bước khởi đầu chưa có chứng cứ phạm tội cộng với đôi lần hoàng bắt gặp ánh mắt vừa buồn vừa phảng phất lo âu của thủy anh lờ mờ nhận thấy một điều gì bất ổn ở người phụ nữ hiền lành này rất có thể thủy đã bị huyền rủ dê hoặc vì hoàn cảnh mà buộc phải tiếp tay cho ả. Kể từ đó, mỗi lần gặp nhau, anh thường ý tứ xa gần kể cho chị nghe những kết quả của bọn tội phạm vận chuyển và buôn bán trái phép chất ma túy. Sau đó, anh khuyên chị nên tìm những công việc tuy vất vả, nhưng là những việc làm chính đáng, lương thiện. Đúng là do hoàn cảnh quá eo le, nên Thủy đang dần dần lỡ bước, xa chân vào con đường tội lỗi mà không hay biết. Nhưng từ khi nghe những lời khuyên nhủ chân tình của anh, chỉ thấy tâm trí mình bớt tăm tối. Mãi sau này, Thủy mới biết đấy là công việc điều tra của anh, không chỉ là bắt giữ tội phạm mà còn ngăn chặn tội phạm từ trong trứng nước. Cái ơn ấy suốt đời Thủy không quên. Từ ngày nghỉ việc ở quán cơm của Huyền, hàng ngày Thủy đi đón măng từ chợ ngược về, cắt rửa sạch sẽ rồi thả vào bể nước ngâm qua đêm hôm sau mang ra chợ thành phố cân cho các bếp ăn, còn ế mới bán lẻ. Đã sang tháng tư rồi, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh lắm. Cái lạnh của nàng bân, tuy không còn cứa vào da thịt, nhưng cũng đủ khiến người ta suy xoa. Hôm nay, chị phải dậy sớm hơn thường ngày, cùng bà chị dâu mang hàng sang cân buôn cho nhanh, để còn kịp đến tòa nghe xử vụ án sử dụng chất ma túy của Nghĩa. Đang đèo sọt mang đi trên đường, bỗng một cái xe máy va chạm, làm thủy bị ngã còn mang thì văng tung tóe bà chị dâu thấy thế chạy vội về nhà gọi nghĩa bà chị dâu đi rồi thủy mới chợt nhớ nghĩ ra nếu chồng mình đến chắc chắn sẽ gây nhiễu dở trò xin đẻo thì ngượng lắm chị vội nói với người đàn ông đi xe máy thôi không sao đâu anh đi đi kẻo người nhà tôi tới lại xách việc người đàn ông đi xe simson chở theo sau một bó củi vội vàng dựng xe đến bên đỡ chị dậy rồi ân cần hỏi Chị có bị sao không? Có đau ở đâu không? Chị luống cuống nói. Anh đi nhanh đi, tôi không sao cả. Người đàn ông móc ví đưa cho chị 30 ngàn. Chị thông cảm cho tôi, vì vội quá nên sơ ý va phải chị. Tôi gửi chị mấy chục nhờ chị mua thuốc giúp. Chị ngại ngùng rồi cùng cầm số tiền anh ta đưa nhanh. Lò chồng mình ra tới nơi, bắt bí người ta một cách vô lý. Một lát sau, chỉ có mình chị dâu đi xa, vẻ mặt tức tối lầu bầu trần đời này, tôi chưa thấy ai như chú ấy. Thấy thế, Thủy liền hỏi. Sao thế hả chị? Bà chị dâu trả lời. Tôi về nhà, bảo thím Thủy bị xe máy kéo lê mấy mét ở ngoài đường kia kìa. Ra xem thím ấy có bị sao không, rồi đưa đi viện. Thím biết nó nói gì không? Nó bảo, đi không cẩn thận thì cho chết mẹ nó đi. Chị mỉm cười chua chát. Chồng của chị đấy, bố của các con chị đấy, hàng ngày vẫn phải sống bám vào chị, phải nhờ chị mới có cái để đổ vào mồm. Giờ nghe tin chị bị tai nạn, chưa biết nặng nhẹ ra sao, anh ta có thể bảng quan, vô cảm đến như vậy được ư. Ừ. Một chút tình người cũng không có. Giả như chị chết thật, thì anh ta sẽ như thế nào nhỉ? Chị cúi gằm mặt xuống, chẳng một chút xót xa, đau đớn hay buồn bã, chỉ duy nhất một cảm giác trống rỗng, mông lung trong lòng. Chị tập tĩnh bước lại gần cái xe đạp, phát hiện xe của mình đã bị gãy càng không đi được nữa. Dắt vào hiệu xe sửa xong, thanh toán vừa hết đúng 30.000 đồng. Về tới nhà, vừa bước vào sân, nghĩa lườm chị một cái rồi không nói không rằng. Chị cũng thản nhiên đi vào trong nhà. Thằng cô chạy đến bên mẹ hỏi han rồi rít vạch ống quần chị lên, thấy một vết bầm tím ở dòng chân, nó liền đi lấy dầu xoa bóp. Nếu đòi chị không có thằng cô thì sẽ còn tối tăm đến mức nào nói chính là cái ốc đảo làm dịu đi những cơn khát sa mạc trong tâm hồn chị. Hôm đấy, tòa xử nghĩa 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Rồi cuộc sống cứ giật gấu vá vai, lay lắt như thế. Thẩm thoát cũng hết thời gian thi hành án. Thấy ở nhà mãi cũng không thay đổi được cuộc đời. Anh ta lại tính chuyện đi bãi. Lần này, nghĩa rủ mấy thằng bạn chuyển hướng lên Lai Châu. Chỉ mới nghe thấy họ bàn bạc mà chỉ đã thấy nhẹ người. Những ngày tháng không có anh ta, hẳn mẹ con chị sẽ được sống trong bình yên, không phải lấm lét sợ dệt mỗi khi cơn vật của anh ta xuất hiện. Một thời gian sau, Nghĩa về nhà, chẳng biết trên đấy có làm ăn được không, nhưng thấy họ vay mượn tiền nông, mua máy móc dụng cụ để đầu tư vào hang. Mẹ con Thủy ở nhà, vừa tảo tần chợ búa, vừa tranh thủ trồng rau, mùa nào thức ấy, mới đầu vì chưa có kinh nghiệm lấy bắp cải. Chị ra sức tưới nước túc phân, những tưởng mỗi cây cũng phải hai cân trở lên, nhưng chưa kịp thu hoạch thì một nửa ruộng rau đã bị nổ trắng như hoa. Thì ra vì phải thúc phân nhiều, rau cuộn rồi mà vẫn còn chảy nước tưới hàng ngày, nên bắp đệ quá mới nổ ra trắng đồng. Lại phải bán đổ bán tháo, cả rào do bắp cải không đủ tiền con giống và phân. Nhưng bù lại, bên ruộng su hào thì non mơn mởn, củ nào củ nấy lông lốc tròn như bánh xe, lại gặp dịp bán được giá nên cũng đủ tiền sinh sống cho ba mẹ con. Hình như đời chị tùy đen bạc nhưng vẫn còn có những quý nhân như thế. Người đời vẫn nói ở hiền gặp lành, không biết có đúng như vậy không? Chồng Thủy đột ngột trở về, đã 4 năm anh ta vắng nhà, bật vô âm tín. Có lúc chị đã từng nghĩ, giả như anh ta chết quách đi hoặc không bao giờ về nữa thì mẹ con chị sẽ được yên bình và sống không phải nghĩ đến chuyện bỏ nhau mang tiếng mẹ nào con nấy thì hay biết bao nhiêu giờ anh ta đùng đùng hiện về phá vỡ cuộc sống đang bình yên phẳng lặng của ba mẹ con chị và rất có thể gia đình lại bắt đầu có dấu hiệu của những trận cuồng phong sự xuất hiện của anh ta lúc chỉ mới quá nửa đêm khiến cho bố mẹ chồng thủy sững sờ đang nằm giữa hai đứa con ngủ ngon lành chị giật bắn người bởi tiếng gọi của chú út chị thủy ơi lên nhà ngay có việc nhá chị lo lắng hỏi có việc gì vậy chú? Thầy U làm sao à? Không nghe thấy tiếng em chú trả lời. Chỉ có tiếng bước chân huỳnh huỳnh xa dần. Chị vội vàng sỏi nhanh đôi dép chạy lên nhà trên. Chị càng thấy lo lắng hơn vì trong nhà lúc đó có tới 5-7 người. Chắc ông bà bị sao? Gì chú út mới gọi chị lúc nửa đêm thế này chứ? Nghĩ vậy, chị lao nhanh vào nhà. Có việc gì thế ạ? À? Bốn ánh mắt va vào nhau. Không gian khoảng giữa như bỏng rát. Định thần, chị nói khẽ. Anh vừa về đến đây à?" Nói xong, chị ngồi xuống mép giường ngầm quan sát, nhìn anh ta không khác gì một tên thủ phỉ mà ngày bé chị đã từng xem trong các phim nước ngoài, đầu tóc rậm rạp, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt quắt lại, da sần sùi đen cháy, duy chỉ có đôi mắt thi thoảng lại vằn lên những tia đỏ và ánh nhìn sắc lạnh. Mọi người xúm vào hỏi han, câu đầu tiên là của bà chị chồng. "Đã cai được thuốc phiện chưa?" Nhìn cái bộ dạng của cậu là biết rồi. Có hỏi cũng bằng thừa. Nghĩa cười cười không nói gì, rồi vẫn bà chị chồng nói tiếp. Có mang được ít tiền nào về cho vợ con không? Đấy, cậu đi mấy năm mà mà ấy làm được căn nhà rồi đấy. Tuy có vay mượn, nhưng cố gắng thế là tốt lắm rồi. Giờ không còn căn lều nát nữa. Lần này ở nhà, liệu cai thuốc đi, rồi bảo nhau làm ăn mà còn trả nợ. Cậu đi mãi, trả thấy vàng đâu. Chỉ càng ngày, càng mắt vàng ra thôi. Lúc bấy giờ, anh ta mới lên tiếng. Em cai được thuốc rồi. Câu nói đùng đỉnh của anh ta như một tiếng nổ lớn giữa đêm. Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên cùng đồng thanh. Cai, cai được thuốc viện rồi á? Nghĩa lặng lẽ gật đầu nói thêm. Em cai được mấy tháng nay nên mới về nhà. Bà chị chồng reo lên. Thôi, thế là tốt quá rồi. Từ giờ trở đi, phải chi thú làm ăn, không bở bãi hay giao lưu với bọn nghiện ngập nữa nhé bố chồng chị cũng cười, nụ cười của làn da nhăn nhúm như được giãn ra. Chỉ có bà mẹ chồng không nói gì, lặng lẽ cho mấy miệng cao trầu, bỏ vào một chiếc cối ngoài ngoái một lúc rồi đưa lên miệng nhai bỏm bẻm. Dường như bà chưa tin vào những điều tai mình vừa nghe. Chắc có lẽ do bà đã nghe những câu nói như thế của thằng con bất hiếu quá nhiều rồi chăng? Quả đúng như lời anh ta nói, Mấy ngày nay, Thủy để ý không thấy chồng có ngáp vặt và hắt hơi mỗi khi ngủ dậy nữa. Đặc biệt, anh ta còn chịu khó dậy sớm, quét nhà, quét sân. Thế thế, chị cũng yên tâm. Từ nay sẽ bất hẳn nỗi lo tiền mua thuốc viện. Những ngày này, nhà chị lúc nào cũng có người đến chơi. Chị xin nghỉ hẳn ba hôm. Chị hậu, chủ quán cơm sang chơi. Tay xách bịch trái cây, miệng không ngớt. Đâu nào, xem người hùng về có béo lên được lô nào không? chuyện trò đon đả giữa chủ và khách một hồi trước khi ra về chị hậu nói với thủy gớm chồng về nên quên cả làm ăn rồi phải không vàng em khách hứa cứ hỏi hoài thôi thu xếp việc nhà rồi mai sang làm nhé mấy câu nói vô tình của chị hậu làm thủy chột dạ thế nào anh ta cũng suy diễn nảy nọ cho mà xem quả đúng như thế từ lúc đấy mặt nghĩa lầm lì ít nói cười hẳn đi buổi tối anh ta tra hỏi chị đủ điều cô mới nghỉ mấy hôm Mà sao đã có người hỏi Thì khách khứa người ta không thấy Thì hỏi chứ sao Có gì mà phải căn vặn Tiền đâu ra mà làm nhà Thì tiết kiệm từ mấy năm chợ búa Rồi trồng rau cỏ bán thêm Còn bống mấy năm nay trở lại đây Không phải thuốc men nữa Nên cũng đỡ một khoản kha khá Thấy nhà đổ Nên chị ba cho vay thêm Để làm chứ ở đâu ra Giật anh ta quay sang chị gần giọng Thế sao đang làm cùng chị Bình Lại bỏ đi làm nhà bà này chị không dám nói thật là bị chồng chủ quán trêu cợt gạ gẫm. Nói ra, không chừng anh ta nổi điên sang gây sự. Giống với nhau từng ấy năm, Thủy quá hiểu tính nết của chồng. Thôi thì, tìm cách tránh né là thượng sách. Nghĩ thế, chị liền nói. Chị Hậu là bạn anh hợp nhà mình, mở quán, nên anh ấy xin cho em sang đấy làm, lương cao hơn bên quán cũ. Nghĩa lại hỏi vặn. Sao anh ấy không bảo chị Bình, mà lại bảo cô? Thủy lại phải lựa lời giải thích. Bởi chị Bình và chị Hoa Trước làm cùng nhau mãi rồi Hơn nữa chị Bình cũng giỏi việc hơn em Anh ấy bảo em làm là hợp lý thôi mà Nghĩa lào bầu Tao để ý theo dõi Chúng mày mà làm ăn không đàng hoàng Thì chết với tao Chị cự lại Anh vô lý nó vừa thôi Cái gì mà không đàng hoàng Trong đầu anh chứa cái gì vậy Cứ đợi đấy Ngày nào tao nắm được cái đuôi của chúng mày Thì chúng mày mới hết già mồm Thủy ớt ức Thôi không nói nữa Chị bực bội quay mặt vào trong ôm được con gái Hôm sau chị đi làm bình thường Mặc cho anh ta có thái độ không vui Nhưng rồi vài tháng sau Không duyên không cớ Nghĩa từ quán của chị hậu về Chỉ tay vào mặt thủy quát Nghỉ ngay Làm ăn với cái loại đĩ giả ấy Thì trước sau cũng thành đĩ hết cả lũ với nhau Thì ra mấy tháng nay Anh ta luôn rình rập lượn lờ quanh quán Mà chị hậu không hề biết Số là Khách trong quán ăn có một anh chàng phải lòng chị hậu nhưng chị là người đứng đắn, nên luôn giữ gìn thái độ đúng mực. Nghĩa thì anh kia đi lại quán ăn nhiều lần, lại có lúc buông lời ấm mở với chị Hậu, nên tưởng là chuyện bù bịch. Nhưng Thủy giải thích thế nào, Nghĩa cũng không nghe. Thấy Thủy ở nhà, mẹ chồng hỏi. Mẹ nghĩa mấy hôm nay, sao không đi làm thế? Hay lại ốm đau gì rồi? Chị chui chát trả lời. Con trai U không cho con đi nữa, bắt con ở nhà. Bà bực mình nói. Không cho đi làm thì ở nhà nhìn nhau mà sống à?" thì nói vẻ bất mãn. "Kệ, con chờ xem anh ta nuôi vợ con bằng cách nào đây." Bà thở dài nói. "Ôi dào, cái ngự ấy thì có mà nuôi ai, nuôi bản thân còn chưa xong nữa là." Nói đến đây, bà dừng lại nỉ non đọc hai câu thơ. "Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ đến già nhờ con." Thủy ngán ngẩm. "Con cứ cồn nghỉ ram bữa nửa tháng." bắt anh ta quay tiền nuôi vợ con, xem anh ta có hướng gì mới không, rồi con mới đi làm tiếp. Con nghĩ vậy cũng hay. Vâng, cứ thế u nhá. Hai người đàn bà, một già một trẻ, một bên là mẹ chồng, một bên là con dâu, cứ ngồi nhỏ to ủ mưu, tinh kế, xem người con trai kia có tỉnh ngộ được đôi phần không. Mấy hôm sau, chả biết xin đâu được quả mìn, nghĩa liền mượn chiếc thuyền câu, rủ cô Bi đi ra sông. Cô Bi hí hưởng chạy theo, nhưng chị gọi lại, Nhờ con đi ra phố mua vị thuốc giảm đau, rất muốn theo bố ra sông nhưng thấy mẹ bị đau đầu nên cô cậu đành chạy đi mua thuốc. Một lúc sau, nói trở về đưa cho chị vị thuốc, không quên rót một cốc nước mang đến bên mẹ rồi nói: "Con ra sông với bố mẹ nhé." Chị cầm cốc nước từ tay con đưa rồi dặn dò: "Cẩn thận kẻo ngã con nhé." Bỗng một tiếng nổ lớn từ phía sông vọng tới, làm hai mẹ con giật bắn mình, chị hốt hoảng nói: "Không xong rồi con ơi." Cụ bì không hiểu, hỏi chị. Sao hả mẹ? Tiếng nổ to như thế là không phải tiếng mìn nổ dưới nước. Cụ bì như hiểu ra vấn đề, liền lao người ra phía sông. Đúng là mìn đã nổ trên không. Cũng may là chỉ xảy ra sự cố. Nghĩa kịp vung tay ném mìn xuống nước. Quả mìn nổ lưng chừng làm anh ta bị cụt mấy ngón tay. Họa vô đơn trí. Bàn tay còn chưa lành hẳn thì anh ta vớ được cái xe máy của khách đến chơi ngồi luôn lên, phi một vòng quanh xóm cho ra oai. Thế là hạ cánh không an toàn. Kết quả, Nghĩa bị gãy ba xương sườn và tràn dịch mang phổi. Thủy không một lời ca thán, đã quá quen với những chuyện như vậy, chỉ coi là một việc hiển nhiên. Hàng ngày, chị âm thầm chăm sóc thuốc thang, cơm nước một cách tận tình chu đáo cho chồng. Đến khi đồng tiền cuối cùng không còn nữa, Thủy mới ngỏ lời với anh ta. Nhà hết tiền rồi, anh ra bác cả vay tạm mấy chục về đong gạo có được không nghĩa trợn mắt quát không phải việc của bố mày giờ còn chờ bố mày lo cho ăn nữa nghe mấy lời thô bỉ của chồng mặt thủy thản nhiên một cách lạnh lùng chị lên nhà kể hết chuyện cho mẹ chồng nghe nhìn bà thở dài ngao ngán chị nói khẽ u cho con năm chục để đong gạo nhưng cứ nói với nó là con vay nhá nếu nó biết con giấu tiền ở chỗ u thì lại chửi cả hai u con mình đấy bà nói trong uất ức nó dám. Nói rồi, bà móc túi ra 50 ngàn đưa cho Thủy và bảo. Thôi, con xem làm đâu thì đi, chứ ở nhà mãi thế này không ổn đâu con. Vâng, con chờ anh ta đỡ một chút, thì con lại đi làm tiếp u ạ. À. Giờ chỉ đi phục vụ bếp ăn thôi, chứ chợ búa phải dày vốn mới trụ được. Mẹ chồng Thủy gật đầu. Ừ, đi làm như mẹ hợp ấy. Mấy năm chả phải mất vốn mất lãi, vừa được nuôi ăn, lại có tiền cầm về, không sướng hơn là đi chợ ấy à chị băn khoăn tiếp lời. Nhưng anh Hợp là người hiểu chuyện, nên chị Bình đi làm không sao. Đằng này nhà con cứ nghi ngờ vớ vẩn, ghen bóng ghen gió mới khổ chứ. Vừa nói đến đây, chị biến ngay sắc mặt, vì thấy anh ta hầm hầm đi vào, ngực vẫn quấn cái băng chun, tay vẫn quấn băng y tế trăng toát. Dùng cánh tay còn lại, anh ta tốm cổ áo chị đứng dậy. Con này, mày vừa nói gì? Mày bảo ai ghen bóng ghen gió hả? Nghĩa tát tới tấp vào mặt vợ, Bà mẹ chồng gào lên. Thằng mắt dậy, đổ vũ phu. Mày không có tài cán gì ngoài chuyện đánh vợ con hay sao? Hà thằng khốn nạn này. Nghĩa không thèm để ý đến mẹ, chỉ tay vào mặt Thủy. Con kia, mày có giỏi thì nhắc lại cho bố mày nghe xem nào. Thủy im lặng không nói, về mặt lạnh băng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn là cảm giác trống rỗng, mênh mông trong lòng như bao lần khác bà mẹ chồng kéo chị về phía sau đừng chắn trước mặt anh ta mày có giỏi thì đánh tao đi gạt mẹ sang một bên nghĩa sân tới chị dẹp ra bà thì biết cái đếch gì biến đến nước này thì chị không nhịn được nữa chạy đến đỡ mẹ chồng ngồi xuống ghế chị quay lại đối diện thẳng với anh ta lớn tiếng anh vừa phải thôi mẹ anh đấy mà anh còn thế thì anh coi ai ra cái gì nữa không nghĩa tiến đến tốm tóc thủy rúi mạnh xuống đất mẹ chồng chị gào lên. Ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi này, sao ông không bắt những thằng mất dạy chết hết đi? Bà bất lực, hai tay đập vào đầu bổm bộp, chừng như hơi hoảng, nghĩ hầm hầm bỏ ra ngoài. Trước khi bỏ đi, anh ta còn ném vào mặt mẹ mình một câu. Đổ điên! Hôm ấy, Nghĩa đi đến sáng mới về, giọng lè nhè từ đầu ngõ trở vào. Đúng là trí phèo của thời hiện đại, nó khác hơn so với trí của ngày xưa rất nhiều. Cái trí ngày xưa chỉ một bát cháo hành mà đã cảm động dưng dưng. Còn trí ngày nay là phải ăn cháo đa bát mới yên hùng. Trải qua bao nhiêu nỗi ê chè và nhục nhã mà Thủy vẫn im lặng. Một sự im lặng nếu là người bình thường chắc chắn sẽ thấy giận người. Từ khi cai thuốc viện, anh ta lại chuyển sang nghiện rượu, ngày nào cũng uống rồi vinh mặt tự cho mình là bố đời. Lý do là vì cả cái huyện này đã có thằng nào cai được thuốc phiện đâu. Anh ta cai là vì ai chứ? Không phải vì vợ vì con thì còn vì cái gì? Đấy, ít ra cũng khối nhà lấy anh ta ra làm gương cho chồng cho con mình nhìn vào và học tập. Có người không tin, mời anh ta đến nhà uống rượu để thử xem có cai được hay không. Cho nên anh ta càng phải uống, uống thật nhiều để chứng minh, để cho chúng nó phải phục sát đất. Hai giờ sáng, đang ôm con bóng ngủ thì chị nghe thấy tiếng khạc nhổ ngoài sân chẳng ra lạ gì với cái âm thanh lợm giọng này nên thủy không buồn lên tiếng nghĩa vào nhà mùi rượu nồng nặc vào giọng hống hách mẹ mày đâu thủy nhỏm dậy anh nói khẽ thôi cho con nó ngủ nghĩa khạc nhổ phì phì nói ngủ á à? bố mày đây còn chưa ngủ thì chưa đứa nào được ngủ nói rồi anh ta rút con dao nhọn ở trong người ra dí dí vào cổ thủy nói Mày dạo này ngon rồi, muốn lên mặt với thằng này á? Thủy vẫn bình thản như những chuyện thường ngày ở huyện. Không khóc, không cãi vã, điểm nhiên ngồi ở cuối giường, hơi tựa vai vào chiếc tủ mét 2 kê gần đấy. Bỗng phập, con dao nhọn từ tay nghĩa phi ra, cắm vào cánh tủ, cách chỗ Thủy chỉ khoảng gang tay. Chị vẫn kệ, không thay đổi tư thế ngồi. Anh ta đi đến, rút con dao, quay lại chỗ cũ phi tiếp. Chị vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đủ 13 lần tiếng Phật vang lên, nét mặt Thủy vẫn vô hồn, ánh mắt vẫn khô cạn không cảm xúc. Nghĩa tiến đến gần chị, đưa mũi dao nâng cầm chị lên. Mày không sợ chết à? Chị cười, một nụ cười lạnh. Đời ai cha phải chết một lần, chết sớm cũng coi như thoát nợ. Nói xong, nét mặt chị trở lại lạnh băng. Chị đã quá quen rồi nên rất bình thản trước mọi sóng gió. Ánh mắt vô hồn của chị xuyên qua những màn đêm thăm thẳm. Ngoài kia, tiếng côn trùng nỉ non như khóc thương cho một kiếp người. Nghĩa nghe giọng nói đầy vẻ thách thức của Thủy, càng muốn điên lên. Mày thích chết, có nghĩa là mày chán chồng rồi chứ gì. Vậy thì tao cho mày toại nguyện. Vừa nói, anh ta vừa cầm tay chị lôi sỉnh sạch xuống bếp, anh ta cầm theo một cái dây dù thỏng qua cái xả ngang mái bếp, tay thuần thoát là một cái thỏng lọng. Xong xuôi, anh ta nhảy xuống, lôi chị đến gần cái ghế kê sẵn ở đấy, nói bằng giọng rin rít Trèo lên đây, rồi chui vào chỗ này mà chết đi. Chị lạnh lùng nhìn hắn, chợt thấy có một thứ gì đó cháy khô trong cổ họng. Nói đúng hơn là ở trong lòng chị, một dấu hỏi xoáy sâu vào trong tim chị nhói đau. Người đàn ông này có thể vô tình hơn được nữa không? Có thể độc ác hơn được nữa không? Nhìn gì? Hay là sợ chết? Thủy chân chối nhìn xoáy vào đôi mắt đang vằn những tia đỏ quạch của Nghĩa, bình thản buông từng chữ một. Tôi đang nhìn chồng tôi lần cuối, trước khi chết. Tôi nhìn kỹ là bởi muốn khắc sâu hình ảnh khuôn mặt của anh ta. Kẻo khi thành ma rồi, tôi lại quên mất. Để lỡ kiếp sau nói rồi, chị dậm rái bước lên ghế, chui đầu vào cái thỏng lọng đang lơ lửng giữa không trung. Chị toàn đạp cái ghế, thì bỗng anh ta kéo chị xuống và nói. Khoan đã, muốn chết cũng được, nhưng mày phải viết thư tuyệt mệnh, không thì công an lại bảo tao giết mày. Thủy bước những bước vô định lên nhà, viết thư tuyệt mệnh, viết xong đưa cho anh ta xem, lúc sau hắn bảo. Viết như này được chưa? Anh có biết chữ không vậy? Anh muốn tôi thắt cổ, tôi cũng nghe, anh bảo tôi viết thư tuyệt mệnh tôi cũng viết giờ anh còn muốn gì nữa anh ta quát muốn gì á à? tao muốn mày làm người không ra người làm ma không ra ma được chưa tiếng quát của hắn khiến con bông đang ngủ giật mình tỉnh giấc nó đoán ngay bố vừa đánh mẹ nó chui ra khỏi màn sỏ nhanh đôi dép chạy ra ngoài nghĩa quát con bông đi đâu vào nhà ngay nó mếu máu con bé sợ bố nhưng tình thương mẹ lớn hơn nhiều nó không dừng lại mà chạy sang nhà bác hợp gõ mạnh vào cánh cửa. Từ xa, Thủy nghe thấy tiếng con bé gào to. Bác hợp ơi, cứu mẹ cháu, cứu mẹ cháu. Chả là trước đây, mấy lần bố đánh mẹ không ai dám can, nên bác hợp có dặn hễ khi nào bố đánh mẹ thì gọi bác, nên hôm nay con bé mới liều mình. Nghe thấy bác hợp ừ một tiếng, nó liền chạy về, chui tọt vào trong màn, sợ sệt ngồi nhìn mẹ mà nước mắt tràn trề trên khuôn mặt. Anh hợp sang mắng. Chúng mày làm cái gì mà ẩm lên không cho ai ngủ thế? Thủy im lặng không nói gì, lặng lẽ đứng lên nhường chỗ cho anh chồng ngồi. Anh hợp ngồi một lúc lâu, giảng giải bao điều bao câu chị chả biết nữa. Vì tay chị cứ ong ong, chẳng có câu từ nào lọt vào cả. Thấy không ổn, nghĩa lụi cũi bỏ ra ngoài. Mặt Thủy vẫn ra băng như bức tượng, không vui, không buồn, chị có người ngồi thu lô một góc giường đêm những giọt nến rơi trò trời sáng chẳng hiểu gần đây do suy nghĩ nhiều hay ăn uống thiêu chất mà thủy đổ bệnh đầu óc lúc nào cũng quay cuồng chóng mặt buồn nôn đi khám mới biết chị bị rối loạn tiền đình trước đây vài lần say xe chị đã thấy sợ rồi nhưng chị bị một hai ngày là hết đằng này bệnh này kéo dài triển miên số tiền gửi mẹ chồng vì thế cũng không còn đồng nào thấy chị cứ ở nhà suốt như thế Suốt ruột quá bà lại hỏi Thế mẹ nghĩa không đi làm nữa à nếu không thích thì về chợ búa đi chứ cứ ở nhà mãi thế này lấy gì mà ăn chị mệt mỏi nói con dạo này chóng mặt đau đầu và buồn nôn nữ u à? ạ tưởng chị bất mãn vì con trai mình nên bà thở dài giọng mát mẻ ôi dào tháng năm đau máu, tháng sáu đau lưng, ngày dưng ăn giả bữa, ôm đau của các anh chị giờ cũng mệt lắm. Không biết mọi người kiếm tiền bằng cách nào mà sao dễ thế, còn Thủy cứ chưa giáo mổ hôi đã hết tiền, có chất chiêu lắm, cũng vẫn bóc ngắn cắn dài. Câu hỏi phải làm gì để thoát khỏi cảnh này như bùa vây tâm trí chị. Một thời gian sau, Trung tá Hoàng giới thiệu cho Thủy đến làm bếp cho một quầy hàng thuộc công ty khách sạn và du lịch của tỉnh. Vì anh là bạn thân của anh trai chồng chị, hơn nữa lại là công an, nên Nghĩa không có lý do từ chối. Vậy là chị lại đi làm bếp, cũng vẫn lương tháng 300 000 đồng, nhưng ở đây chị thoải mái hơn vì khách ra vào tấp nập, thời gian nghỉ ngơi rất ít nên không có chỗ cho những nỗi buồn trú ngụ. Thủy lao vào công việc, chẳng để ý đến xung quanh, công việc ở quầy hàng rất nhiều, mật độ khách ăn uống đông nên Thủy phải về gọi thêm em thím và con gái anh hợp sang làm cùng cũng có mục đích cho chồng tin tưởng hoàn toàn để được làm ăn yên ổn mặc dù thủy một lòng một dạ với chồng không có tính là lơi về khách nhưng vì một phần do đặc thù công việc hơn nữa chị lại có chút nhan sắc nên rất nhiều đàn ông đến ăn cốt là để làm quen rồi dần già kết thân với chị nhưng với tất cả mọi hiện tượng thiếu trong sáng thủy đều ý tứ né tránh thủy có một phương châm sống rất rõ ràng mình đã nghèo kiết xác rồi, chỉ còn lại lòng tự trọng làm giàu thôi. Giờ mà đánh mất nốt thì coi như hết. Nhưng thủy tính không bằng kẻ bệnh hoạn tính. Hàng ngày, cứ mỗi buổi chiều vãn khách, Nghĩa lại lượn qua lượn lại vài lần đoạn đường nơi quán chị bán hàng. Tối tối, cứ 7 rưỡi 8 giờ, cửa quán lại xuất hiện một bóng người làng vảng dưới gốc cây xà cừ, nhìn xoáy vào bên trong như cặp mắt cú vọ. Hôm ấy là chiều chủ nhật, quán ăn vắng tanh, chỉ có Thủy và cô em thím trong quán Chị cửa hàng trưởng mượn của xe Chị cửa hàng trưởng mượn xe của anh xe ôm Chạy về nhà chân đàn lợn Thủy đang lúi húi rửa tay trong bếp Hòa, cô em thím đang pha trà Mời anh xe ôm uống nước Trong khi trở lấy xe Hòa vừa đặt ấm nước xuống bàn Thì bất ngờ nghĩa từ ngoài xông vào Ánh mắt đỏ ké, gườm gườm Nhìn trước nhìn sau Người chạy xe ôm thì có khách đến Liền tế nhị đi ra ngoài để cho chị em bán hàng khi chỉ còn hai chị em anh ta chỉ thẳng vào mặt thủy quát thì ra chúng mày sang đây là để tiếp trai chứ làm lụng gì về ngay từ nay không có làm lụng gì hết rồi quay sang cô em thím hùng hổ tao về sẽ nói với thằng quý để cho nó biết hai chị em mày là cái loại đàn bà hư hỏng thủy tay rằng mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh ta nhẹ giọng nhưng không kém phần cương quyết tốt nhất anh đừng làm gì cả anh đừng để cho mọi người coi khinh. Không để chị nói hết câu, anh ta giết lên. Á à, mày dám coi thường bố mày cơ á. Con này, hôm nay mày chán sống rồi. Về nhà sẽ biết tay tao. Nói xong, anh ta dắt chiếc xe đạp, bắt chị ngồi lên. Vì không muốn trở thành trò cười cho bản dân thiên hạ, nên Thủy đành im lặng, ngồi lên xe theo anh ta về nhà. Đến đầu cầu, chiếc xe quẹo tay lái về phía nhà em thím biết anh ta muốn xuống nhà làm ẩm gia đình thông gia, chị liền nhảy khỏi xe nói. Nếu anh còn làm những trò không giống người bình thường, thì tôi sẽ đi chết cho anh xem. Nói rồi, chị lao vội sang bên đường, chạy xuống mé sông, hắn đuổi theo sau quát. Con kia dừng lại, mày có dừng lại không? Biết có chạy cũng chẳng nhanh hơn anh ta, Thủy đứng lại. Đôi mắt khô khốc, trừng trừng nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu của anh ta thách thức từ trong đôi mắt ấy như có một luồng gió lạnh thổi ra, làm dập tắt hai đốm lửa đang hừng hực muốn thiêu đốt người đối diện. Thay vào đấy là một ánh nhìn ngỡ ngàng phảng phất thoáng qua, nhưng chỉ một lát sau, cặp mắt của anh ta lại càng vằn lên những tia máu. Đi về, muốn chết thì về nhà mà chết, chết dưới sông không ai vớt được xác đâu. Về đến nhà, hắn lại ra oai, lầm lầm cái mái chèo trong tay, diễu đi diễu lại vòng quanh chỗ chị ngồi, chỉ đợi chị mở mồm ra cãi một câu là hắn sẽ vang tới tấp. Nhưng không, trong đầu chị giờ còn cái gì đời nói nữa đâu. Vẫn là một sự im lặng, vẫn là ánh nhìn xoáy vào khoảng không gian u ám. Nhưng chị càng yên lặng, càng khiến hắn điên hơn. Bởi hắn thử biết, bên trong cái im lặng lúc này của chị không phải là sự nhẫn nhịn chịu đựng, mà là thái độ thách thức, coi khinh chồng ra mặt. Giá như chị khóc lóc van xin Thì may ra hắn còn tha Hắn trồm người Phang cái mái trèo vào đùi chị Thủy khụy xuống Cơn đau kéo lệch một bên người Nước mắt vẫn không rơi Hồi còn nhỏ lớp 7 trường làng Hồi còn nhỏ lớp 7 trường làng Thầy giáo phân tích cảnh đau khổ tối tăm của chị dậu trong tắt đèn. Nhưng bây giờ, chị chợt liên tưởng, đời chị còn tăm tối hơn chị dậu rất nhiều. Chị dậu còn có tình thương của anh dậu, còn chị mạng người bị anh ta vùi dập không bằng mạng chó bất chợt nhìn thấy thằng cu bi tay cầm con dao mắt cũng vằn lên đứng đằng sau bố với thái độ hầm hè thủy vội chừng mắt nhìn nó khẽ lắc đầu nhìn theo ánh mắt chị thằng chồng phát hiện ra thằng bi có thái độ như vậy liền vung chân đá một cái rất mạnh làm cu bi bắn người vào góc nhà chị như một con thú bị thương gầm lên một tiếng rồi lao vào người hắn bằng một sức mạnh không ngờ tới mày dám đánh con tao á hôm nay tao với mày ngọc đá cùng tan vừa nói chị vừa điên cuồng đấm đạp vào người hắn rất may lúc ấy người xung quanh ảo đến can nếu không có thể xảy ra án mạng sau trận đòn ấy thủy nhờ đứa em kết nghĩa đưa vào viện chiếu chụp mới biết bị dạn xương và ảnh hưởng dây thần kinh liên sườn nằm viện ba ngày lo cho các con nhưng chị quyết không về nhà và không cho ai biết mình nằm viện Mấy ngày hôm nay không thấy chị về Nghĩ lên nhà ngoại Anh ta phân trần với bố và anh trai chị Còn nóng quá Ta có một hai cái Mà cái thủy bỏ đi mấy hôm nay không về Nhà con có lên đây Thì xin bố và anh nhắn lại Là con đi tìm và xin lỗi cô ấy với ạ Hai cháu nhớ mẹ quá khóc suốt Chẳng biết đầu cua tay nhau ra làm sao Nhưng là đàn bà Hơi giận dỗi chồng một tí Đã bỏ nhà đi là không chấp nhận được Nghĩ thế nên anh trai chị rất bực mình nhờ người nhắn cho chị. Bảo nó no đâu thì về ngay, đừng để tao phải đi tìm là không ra cái gì đâu. Biết bố và anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên Thủy mang theo giấy ra viện về nhà, vừa chậm chạp bước qua cánh cổng. Anh chị nhìn thấy đã quát. Mày một vừa hai phải thôi, bát đũa còn có khi xô, vợ chồng nóng giận rồi thì cho qua, chứ ai đời, đàn bà con gái gì bỏ con cái đi hơn tuần nay. Mày xem có đứa nào như mày không? Nghe mấy lời mắng của anh trai, Thủy thấy một luồng cay sọc thẳng lên mũi, sông lên hai khóe mắt, Cô cắn chặt môi để nuốt những giọt nước mắt đang trực trào ra. Đưa ánh mắt long lanh nhìn sang phía bố, thấy ông lặng im, nhâm nhi chén nước chè. Thủy nghe lòng mình trào lên một nỗi cô đơn, xen lẫn hòn trách, rồi cố nén lại cảm xúc vừa dâng. Chị từ từ cởi chiếc khăn bịt mặt, vèn mái tóc lòa xòa, để lộ ra một bên mái trái tím bầm tiếp đến chị kéo vạt áo lên cao, khoe ra một vòng băng chun quấn nịt chung quanh phần ngực. chưa hết chị thản nhiên kéo một bên quần dài xuống tới gần đầu gối cho bố và anh trai xem, miệng hỏi bố và anh có biết nó đánh em bằng cái gì không? không đòi anh trả lời, thủy bình thản nói tiếp bằng cái mái chèo đấy. bố thủy dần mạnh chiếc chén xuống mặt bàn kèm theo là tiếng chửi động của bố. mẹ tiên sư nhà nó chứ. Thủy chợt nhớ trước đây bố cũng chửi như thế khi nhìn thấy những vết thâm tím do bị mẹ đánh trên chân mình. Không kìm nổi nữa, chị bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt bao lâu nay kìm nén, tích tụ, giờ mới thi nhau ồ ạt chảy xuống, chảy mãi không ngừng. Anh trai chị như lặng người đi khi thấy em mình phải chịu nhiều uất đức đến thế. Nhớ lại những gì đã qua, hình dung mái nhà rột nát siêu vẹo, như có thể đủ bất cứ lúc nào và những ngày tháng ăn bữa sáng lo bữa tối của em gái anh cảm thấy uất nghẹn nhưng không nói thành lời nôn khan mấy cái bố thủy cố nén giọng bây giờ con định thế nào thủy nghẹn ngào mãi mới thốt lên được lời con chưa nghĩ được gì bố ạ à. nếu bỏ nhau thì nó sẽ giết chết con mất con không sợ chết nhưng còn hai cháu nếu vắng con chúng sẽ ra sao với lại thủy nhìn bố ngập ngừng rồi nhẹ giọng nói tiếp con ngại miệng lưỡi thiên hạ họ đánh giá là mẹ nào con nấy bố chị lặng lẽ thở dài một lúc thật lâu ông mới chậm chạp lên tiếng thôi thì tùy ở con nhưng nếu thấy khổ quá thì đừng cố chịu đựng nữa nói vậy thôi chứ còn có chính quyền và làng xóm lẽ nào chịu thua một thằng điên hôm sau thủy về nhà một đứa bạn đi chợ ngày trước đó là một khu nhà ở kiến đáo. Mấy ngày ở đây, Thủy có đủ thì giờ và độ tịnh tâm để suy nghĩ một cách nghiêm túc về hôn nhân của mình. Thật trùng lập, đứa bạn trở cũng từng xa vào hoàn cảnh không kém gì Thủy và đã ly hôn với thằng chồng vũ phu độc đoán. Vậy mà bây giờ, nó sống vui vẻ cùng với đứa con gái, vẫn nuôi con ăn học một cách trọn vẹn. gia cảnh của cô bạn như một thực tế để Thủy tự soi mình. Sau một tuần suy nghĩ, Thủy đã quyết định ly hôn với Nghĩa và sẽ tìm cách giành bằng được trong chuyện nuôi con, cô bạn động viên. Nếu chứng minh được ở tòa, hắn là kẻ vũ phu độc ác, thì mày sẽ giành được quyền nuôi con. Ta cũng đã làm được điều ấy. Nghe bạn nói, Thủy thêm tự tin. Nhưng rồi, vì lo cho các con, 10 ngày nay, thiếu bàn tay chị ở nhà, chắc cũng nhích nhác khổ hạnh lắm. Gạo hết, tiền hết, mấy bố con lên ông bà và sang bác hợp ăn trực mãi, cũng phải biết ngượng. Nghĩ thế, chị đành quay về. Lần ấy, Nghĩa nói những lời xin lỗi chị. Lần đầu tiên kể từ khi sống với nhau đến giờ, chị mới nghe hắn nói những lời tử tế. Mười ngày nay, anh suy nghĩ nhiều lắm và đã biết mình rất có lỗi với em. Thôi thì, hãy vì các con mà bỏ qua cho anh. Anh hứa sẽ không bao giờ động đến dù chỉ một sợi tóc em. Anh và con không thể sống thiếu em được. Anh rất sợ mất em, rất sợ em sẽ không bao giờ về nữa. Hắn ôm chị vào lòng, đưa bàn tay thô ráp có những ngón tay cụt mất một nửa, xoa lên vết bầm tím trên khuôn mặt chị, khiến chị rùng mình và bật khóc. Chị biết rằng vì con mà mình đành phải chịu đựng, trừ chả mong gì hắn sẽ thay đổi bản chất của mình. Những giọt nước mắt bất hạnh của chị lần đầu tiên thấm trên vai áo hắn. Hắn ngỡ rằng chị đang cảm động trước sự ăn năn của mình. Nhưng chỉ chị mới hiểu những giọt nước mắt hôm nay đắng chát như thế nào những ngày kế tiếp chị sống như một cái bóng hàng ngày vẫn đi làm về nhà vẫn cơm nước cho mấy bố con không bao giờ nhắc lại chuyện cũ hay chỉ chiết điều tiếng gì còn hắn cũng giữ đúng lời hứa không còn chửi bới chị thường xuyên và cũng không hề đánh chị lần nào nữa nhưng rồi đến một hôm thủy bưng các món ăn cho vị khách đặt tuần tới xong rót chén trà rồi bằng giọng vui vẻ em cứ yên tâm đi ở đây quầy của chị chưa bao giờ có sự cố với an toàn vệ sinh thực phẩm nếu chất lượng kém thì bọn chị dẹp tiệm lâu rồi thì bật cười thành tiếng giòn tan trước cách nói dí dỏm của khách tiện khách ra cổng chị còn bắt tay thân mật vừa quay vào bên trong quầy hàng thì hắn từ đâu lù lù đi vào nhìn nét mặt hắn chị thấy không yên tâm hắn quay sang cười nói vui vẻ với chị em trong quầy rồi bảo chị xin phép về sớm biết là có chuyện nên chị vào trong buồng lấy áo mũ theo hắn ra xe. Gia quản thứ sáu của chị từ trước tới giờ chưa từng sai, nhưng lúc này chị không sợ gì nữa, có bạo táp nào mà chị chưa trải qua đâu. Thêm một lần này nữa thì cũng chỉ là trận cuồng phong mà thôi. Nghĩ thế nên chị bình thản lại, sẵn sàng đón nhận. Vừa vào đến nhà, Nghĩa lầm lì đi về phía trước tủ cá nhân vẫn còn chi chít những vết dao nhọn cắm từ mấy tháng trước Hắn mở tủ lấy ra mấy bộ quần áo của chị, rối vào tay bảo. Cô phải lòng thằng nào thì tôi trả tự do cho cô. Tôi đã hứa là không đánh cô. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Giờ thì cô đi đi. Vừa nói, hắn vừa đẩy chị ra khỏi nhà. Chị để lại quần áo trên ghế và bảo. Anh bị điên đấy à? Sao bỗng dưng lại thế? Hắn vội cướp lời. Phải, tôi đang điên đây. Tôi điên từ lúc thấy cô cười nói và còn bắt tay nhau thân mật nữa kìa ôi anh đúng là hết thuốc chữa cậu ta chỉ là khách đến đặt ăn lại còn kém tôi đến hơn chục tuổi nữa sao anh lại có thể nghĩ bệnh hoạn đến thế chứ nói chẳng rằng hắn lại tiếp tục xô chị xuống sân thấy chị cứ đứng lì ở sân thì hắn lại đẩy tiếp chị ra cổng chị lên nhà bố mẹ chồng ngồi cho hắn hết cơn điên thẳng cu bi ghé sát tai chị thì thào mẹ mẹ đi đi mẹ còn sống thì chúng con còn có mẹ chứ mẹ ở nhà có ngày bố đánh mẹ chết thì anh em con biết trông cậy vào ai. Câu nói giả trước tuổi của con trai làm Thủy ưa nước mắt, nhưng đó cũng là câu nói làm chị thức tỉnh. Đúng, Thủy phải sống để nuôi con, chúng nó chính là tương lai của chị. Chị chưa bao giờ có cảm giác cần phải mau chóng thoát khỏi cái bóng của thằng chồng vũ phu độc ác như bây giờ. Bụng nghĩa chạy ảo ảo, lồi mạnh tay chị ra ngoài đường, miệng hét. Cút, nếu mày không cút, tao đập chết ngay tại đây, đập chết mày rồi, tao đi tù cho hả? Đã bao lâu nay, bị áp bức, bị tổn thương, nhưng đến nước này thì chị không nhịn được nữa, chị như con run đang bị xéo, quằn quại và dãy rùa. Đứng giữa đường, chị gào lên. Được, nếu mày muốn thì tao sẽ đi, và tao thề, trên có trời, dưới có đất, ở giữa có tao và mày. Ngày hôm nay, mày dồn tao vào bước đường cùng, thì một đi không bao giờ tao trở lại nơi này nữa. Lần đầu tiên, nghe chị xưng hô tao mày, hắn khựng người lại, rồi chạy xuống dưới nhà tìm gậy. Thủy chạy vào, quỳ trước mặt bố mẹ chồng, nói trong tiếng nấc. Con xin lỗi vì không thể chịu đựng được nữa, con rất muốn được ở bên để chăm sóc bố mẹ. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, bố mẹ tha lỗi cho con. Mẹ chồng chị như bị một vật gì chẹn ngang cổ họng, mãi lúc sau bà mới khó nhọc nói còn đi đâu thì đi mau lên bố mẹ cũng bất lực rồi vừa lúc đấy nghe tiếng anh ta quát ngoài sân còn thủy đâu rồi mẹ mày chứ hôm nay mày lại dám mày tao với ông bà mẹ chồng lôi chị chạy vào buồng đẩy chị lên giường vội đến nỗi không kịp tháo cả dép bà buông màn xuống giả vờ nằm ngủ nghĩa tay cầm con dao đập cửa xông vào quát còn thủy đâu mẹ chồng chị tỉnh bơ nói nó vừa đi rồi hình như ra phía bờ sông như không tin lời bà anh ta cầm con dao gặt mạnh cái màn lên nhìn vào bên trong may mà buồng tối vì không bật điện hơn nữa chị đứng ép mình bên cánh tủ nên anh ta không nhìn thấy sau một lúc tìm kiếm không được anh ta vác dao đi sục xạo một vòng may nhờ các cháu gọi bằng thím giúp đỡ nên thủy mới an toàn thoát khỏi làng những giây phút cuối cùng thủy ở nhà chồng là như vậy ra đi với 8.000 đồng trong túi. Khó khăn lại chồng chất khó khăn. Chính lúc này, chị chợt nhớ tới một câu ai đó đã từng nói. Nếu cuộc đời này dễ dàng, thì con người ta không đến thế giới này bằng tiếng khóc. Câu nói thật trí lý. Nó giúp những số phận hẩm hiu cùng quẫn nhìn rõ bản thể của cuộc đời để có thể vươn lên mà sống tiếp. Thủy làm bốn cái đơn gửi các cơ quan đoàn thể với nội dung kêu cứu một đơn xin ly hôn gửi lên tòa án. Ở đây, ai cũng biết đến gia cảnh nhà chị, nên các đoàn thể bắt tay ngay vào cuộc. Chỉ vài ngày sau, công an xã và công an huyện phối hợp với trưởng xóm cùng bên tri hội phụ nữ đến nhà làm việc. Tìm hiểu xác minh nội dung đơn của chị, đơn gửi tòa án cũng chỉ hơn nửa tháng chị đã nhận được giấy gọi. Vào tòa án huyện, vì lo sợ hắn làm liều, nên chị gõ nhẹ cửa phòng, rồi xin vào ngồi nhờ trước khi đến lượt mình là cơ quan luật pháp, nhưng có lẽ thấy chị tỏ vẻ sợ sệt, nên họ thông cảm, sẵn sàng cho chị ngồi cả tiếng đồng hồ trong phòng để chờ. Sau khi đổi chất cả hai bên nguyên đơn và bị đơn, tòa làm công tác hòa giải theo thủ tục. 15 ngày nữa, mời anh chị lên hòa giải. Nếu không được, tòa mới xử thuận tình ly hôn. Vị thẩm phán ân cần nói. Ngày tòa gọi lần hai, chị mượn xe máy của người bạn, mượn áo, mượn mũ của chị bạn để hóa trang phòng nghĩa làm càn, một mình phi thẳng sang bên tòa án huyện, nghĩ bụng có gặp trực diện anh ta cũng không nhận ra chị. Nhưng nghĩa không đến, càng may, chị được tòa gọi vào hỏi phần tài sản chung. Chị đói không lấy gì, chị yêu cầu được nuôi cả hai đứa con, nhưng yêu cầu của chị không được chấp nhận. Đứa lớn ở với bố, đứa bé đi theo mẹ. Cái điều mà bao lâu nay chị lo sợ đã đến, nhưng lần này, khi đối diện với thực tại, Chị lại thấy không còn quá nặng nề như trước kia. Các con chị giờ thằng lớn đã 15, còn bé đã lên 9, ít nhiều chúng nó cũng biết tự lập và chăm sóc cho bản thân mình. Thủy cảm thấy nhẹ nhàng và bình thản một cách lạ lùng, cái bình thản của một người đã quá quen với sóng gió cuộc đời. Các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi, một câu chuyện để lại cho chúng ta rất nhiều những suy nghĩ và trăn trở số phận của những người phụ nữ nếu không mạnh mẽ vươn lên chúng ta sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối vòng xoáy kiếp người thủy thực sự là một người vợ vô cùng đáng thương các bạn nhớ đăng ký kênh like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương xin chào và hẹn gặp lại